Sứ quang thăm người em phố hội, sông thu bồn con nước lững lờ trôi. Đường chùa cầu mưa buồn răng ngập lối, rừng thông xanh mưa thấm ướt bờ môi. Thường nhớ nhiều người em sứ quang, làn môi hồng xuôi tóc xóa ngang vai, bờ mi cao nhấp nhô thuyền cửa đại, sóng ra rào vang vọng tiếng thông reo. Bao kỷ niệm mình bên nhau, ước mơ chung đôi nhịp cầu, nào ngờ đâu tuổi thơ ép vào trang giấy. Cuộc đời mộng mơ nhớ thương mùa phương nở, ngăn chia đôi bờ anh đứng chờ ngẩn ngơ. Ra em trắng mình màng hơn các biển, mắt em xanh như dòng nước Hà Giang, tình ta đẹp như vầng trăng soi sáng, tên chúng mình lưu niệm ngũ hành sơn. Về nơi xứ quang tâm người em phố hội, sông thu bồn cồn nước lững lờ trôi. Đường chùa cầu mưa buồn răng ngập lối, rừng thông xanh mưa thấm ướt bờ môi. Thường nhớ nhiều em yêu xứ quang, làm môi hồng xuôi tóc xoa ngang vai, bờ mi cong nhấp nhô thuyền cửa đài, sóng rát rào vang vọng tiếng thông reo. Dạ em trắng mịn màng hơn các biển, mắt em xanh như dòng nước Hà Giang, tình ta đẹp như vầng trăng xua sáng, tay chúng mình lưu niệm ngũ hành sơn. Tình ta đẹp như vầng trăng xua sáng, tay chúng mình lưu niệm ngũ hành sơn. Tình ta đẹp như vầng trăng xua sáng, tên chúng mình lưu niệm ngũ hành
Trung xin được chào đón toàn thể các quý vị khán giả cùng đến với Live Show Trường Giang 2016 Trang Nghề Sứ Quảng 2 với chủ đề Về Quê. Xin cảm ơn các nghệ sĩ với tiết mục mở màn được mang tên Tình Em Sứ Quảng. Xin cảm ơn những tràng pháo tay cổ vũ từ phía toàn thể các quý vị. Thưa quý vị, đứng trên sân khấu với Thành Trung một lúc này, đó chính là nhân vật chính của chúng ta trong Live Show, đó chính là Trường Giang. Một nghệ sĩ có quê hương, quê cha đất tổ thì tại Quảng Nam, Đà Nẵng. Và Trường Giang thì có hai quê hương, một là Quảng Nam, Đà Nẵng, hai là ở Đồng Nai, nơi mà Trường Giang đã lớn lên và phát triển. Thế nhưng Thành Trung được biết, cách đây ít lâu thì Trường Giang đã về Đồng Nai, đã biểu diễn cho bà con cô bác trong chòm xóm, được gọi là xóm Quảng Nam ở đó. Và ngày hôm nay thì lại có cơ hội đứng ở đây để biểu diễn một lần nữa cho những người khán giả thân yêu tại quê cha đất tổ của mình. Thì Trường Giang cảm thấy thế nào và muốn nói gì với những khán giả đang rất yêu thương mình có mặt tại đây? Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vì thiệt ra từ lúc em bước đi học trường sân khấu là em không bao giờ dám nghĩ thì sao mình là nghệ sĩ mà sau này mình đứng trên sân khấu để mình làm live show. Chưa bao giờ dám nghĩ. Hồi đó học chỉ để sống, học để kiếm sống, tại vì không biết con đường nào khác, bởi vì mình mê cái đó. Rồi sau này trời cho được cái này, được cái kia, thì mình nghĩ trong đầu là cái máu trong người là máu Việt Nam, và cái quê hương là Quảng Nam, Đà Nẵng. Còn em là em sinh ra và lớn lên Đồng Nai, nhưng mà quê cha đất tổ, nơi chôn nhau các đốm là ở đây. Thì có tổ, có tiên, có cha, có mẹ, có ông, có bà, có tất cả bề trên thì mới tới mình. Cho nên Trường Giang vẫn nghĩ rằng là cái gì cũng vậy, phải có người trước mới có người sau. Và cái quê hương thì nó mãi mãi, cho dù có cố làm gì thì nó không bao giờ xê dịch đi đâu được. Cho nên khi có tiền, đủ tiền và đủ sức thì cái live show mà tổ chức ở quê hương là chắc chắn phải xảy ra, không chạy đi đâu được. Và ngày hôm nay nó đã xảy ra. Ngày hôm nay nó đã xảy ra. Và đặc biệt nó xảy ra không phải 100, 200, 500 mà là full option. Hết chỗ ngồi, quá hãnh diện, niềm tự hào. Vâng. Nói theo kiểu ngôn ngữ ô tô là full option, còn nói theo ngôn ngữ của truyền hình người ta gọi là full HD. Vâng, thưa quý vị. Dạ, em nói luôn là em là cái máu em là cái gì cũng phải quê nhà, mắm khô vậy thôi. Với lại cái máu em là em cũng rất là vui khi được tất cả các ekip anh chị hỗ trợ để làm một cái live show đầu tiên ghi hình mà hoành tráng như thế này ở đất Quảng Nam, ở cái miền đất mà toàn cực khổ nắng gió thôi, ở cái miền mà năm nào bà con phải chịu này chịu kia. Nhưng mà không, người Quảng Nam, Đà Nẵng là những con người dù chết phải nhồi lên chết trên nóc nhà chứ không chết ở dưới. Dạ, ngày hôm nay em được một cái live show như thế này là nhờ miền đất khổ cực. Chứ không, nói thiệt quý vị là em mà sinh ra trong một gia đình giàu là giờ em chắc cũng ăn chơi đâu đó rồi. Thiệt, cực khổ quá, phải nhoi lên để sống, nhoi lên để sống. Cuối cùng nhoi được làm cái live show luôn, ghê không? Thiệt, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, để có được sự thành công trong cuộc sống, chúng ta luôn cần những sự giúp đỡ. Trước hết là của gia đình, sau đó là của bạn bè, rồi sau đó nữa là của những người thương yêu chúng ta ngoài cuộc sống kia. Trường Giang được thành công như ngày hôm nay, có một live show cho riêng mình hoành tráng như thế này, đó là sự giúp sức của rất nhiều các anh chị em nghệ sĩ, của những người thân trong gia đình, và đương nhiên không thể thiếu những nhà tài trợ chính, những người đã luôn luôn hiểu được cái tâm của Trường Giang và luôn ủng hộ Trường Giang trong những chương trình ý nghĩa như thế này. Và ngay bây giờ, cho phép chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đại diện của nhà tài trợ chính cho live show Trường Giang 2016, đó chính là nhãn hàng nước mắm Thái Long, sẽ nhận bó hoa tươi thắm từ phía Trường Giang thay cho lời tri ân. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu bà Phan Triệu Nhất Tâm, giám đốc marketing cao cấp của công ty sản xuất hàng tiêu dùng Thái Long. Cảm ơn chị Tâm rất là nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người. Khoan, đã đứng lại xíu. Giới thiệu đi, giới thiệu về quê cha đất tổ, về giới thiệu người. Dạ. Đây không phải là người ở đâu hết. Đây, Thăng Bình. Thăng Bình, Quảng Nam, ngã ba cây cốc chạy vô.
Dạ, nhưng mà hai mấy năm về quê được lần. Nhớ quê hương ghê. Thì chính vì vậy yêu em, lấy em để sau này được chăm về quê thôi. Dạ, cảm ơn quý vị. Bây giờ cười, khóc, không nói gì nhiều nữa. Cảm ơn quý vị. Vâng, một cặp Quảng Nam, thưa quý vị. Ông bà ta nói một câu rất đúng là ta về, ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Và người ta cũng nói rằng, thưa quý vị, tài sản lớn nhất của con người đó chính là sức khỏe. Tài sản lớn nhất của một người đàn ông đó là gia đình và bạn bè. Tài sản lớn nhất của một người nghệ sĩ đó chính là những khán giả và tình yêu thương mà họ dành cho mình. Đêm nay, Trường Giang là người đàn ông giàu có nhất. Và một tràng pháo tay nữa cho Trường Giang của chúng ta. Chủ đề về quê đó là chủ đề của chương trình. Và bây giờ sẽ là một liên khúc đúng với chủ đề, liên khúc quê hương, được trình bày và giới thiệu với các quý vị thông qua giọng ca của nam ca sĩ Trương Quốc Bảo. Xin mời. Trên bông lúa xanh và tình yêu trong tim có em gần bên anh, dịu dàng anh đưa em qua tháng năm ở nơi đây tràn đầy mến thương, gửi lời yêu lắm môi quê hương Việt Nam. Mùa xuân sang muôn hoa thắm tươi khắp nơi nơi rộn ràng tiếng cười, và hạ sáng mang theo khát khao màu nắng mới. Rồi mùa thu qua cho bao ước mơ, mỗi sớm chiều cùng nhìn lá rơi, gửi lời yêu lắm mỗi quê hương Việt Nam. Yêu lắm nơi này, yêu lắm nơi này, yêu lắm những gì nhẹ trôi êm đềm. Yêu lắm nơi này, yêu lắm nơi này, và gửi lời yêu lắm quê hương Việt Nam. Tôi yêu người Việt Nam này, cả trong câu hát ca dao. Tôi yêu người Việt Nam này, cười vui để quên đớn đau. Tôi yêu người Việt Nam này, mẹ ơi con mãi không quên. Ngàn nụ hôn trong tim dành tặng quê hương Việt Nam. Yêu cánh đồng, yêu hạt lúa thơm, yêu cơn mưa rơi trước hiên, yêu nắng dài trên tà áo em bay. Hàng ngày cà phê trước thềm, yeah yeah yeah, bạn bè hàn huyên suốt ngày. Tôi yêu người Việt Nam này, cả trong câu hát ca dao. Tôi yêu người Việt Nam này, cười vui để quên đớn. Trong tim dành tặng quê hương Việt Nam. Tôi yêu người Việt Nam này, cả trong câu hát ca dao. Tôi yêu người Việt Nam này, cười vui để quên đớn đau. Tôi yêu người Việt Nam này, mẹ ơi con mãi không quên. Ngàn nụ hôn trong tim dành tặng quê hương Việt Nam. Tôi yêu người Việt Nam.
xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn rất nhiều. Thưa quý vị, trước mắt chúng ta sẽ là tiểu phẩm đầu tiên trong live show Trường Giang 2016. Nhưng trước hết thì chúng tôi cũng xin được nói với các quý vị câu chuyện về tiếng Việt của chúng ta. Với cùng một từ nhưng ghép từ đó với từ khác thì chúng ta lại có nhiều ý nghĩa khác nhau, nhiều cung bậc khác nhau. Tôi nói ví dụ, một cái từ mà đã giúp cho chúng ta có mặt ở đây hôm nay đó chính là chữ tình, thưa quý vị. Chữ tình mà ghép với từ khác thì nó lại ra những cái cảm xúc khác và có những cái khó khác nhau. Ví dụ tôi nói là khó cắt đứt nhất trong cuộc đời này đó chính là tình cảm. Khó tìm nhất đó là tình yêu. Khó quên nhất là tình cũ. Khó có nhất là tình bạn. Khó trả nhất là tình người. Khó kiếm nhất là chân tình. Mà khó chịu nhất là vô tình. Mà tình nhất trong cuộc đời này đó là nụ cười của người mình yêu. Ai đồng ý thì vỗ tay ạ. Chia tay với cả từ tình thì bây giờ tôi lại mang quý vị tới một từ nữa. Một từ mà ai cũng hiểu nghĩa của nó, nhưng ghép thì nó lại khác nhau. Đó là từ nổ, thưa quý vị. Cháy nổ thì nguy hiểm, năng nổ thì giúp được thân, ăn nói mà hay nổ thì làm khổ chính mình. Và bây giờ sẽ là một minh chứng cho lời nói đó của tôi với một tiểu phẩm được mang tên Con Tôi Làm Giám Đốc, với phần trình diễn của các nghệ sĩ Gia Linh, Hoàng Mèo, Tiến Luật, Thu Trang và Danh Hải, Trường Giang. Lão! Trời ơi, lẹ lên coi! Từ từ mày ơi! Cái gì mà trễ quá, trời quá đất à. Từ từ, làm gì gấp dữ dạy vậy? Đâu? Nè. Đâu? Mang đi. Đưa một cặp đi, đưa gì mỗi lần đưa một chiếc mày. Mày mang một chiếc mày cò đó, tao phải cầm ra cho mày á. Mày phải nhâm tay rồi đi chứ. Đâu phải giám đốc muốn nói gì nói. Nên nhớ tao với mày là bạn bè nha. Biết rồi, khổ quá. Áo vest tao đâu? Áo vest mày tao bỏ giặt rồi. Giặt ở đâu? Giặt ở tiệm mới giặt ở đâu trời. Sao ra đó lấy? Quên để giặt tiệm nào rồi. Rồi biên nhận đâu? Biên nhận bỏ trong cái áo vest luôn rồi. Trời ơi, hôm nay tao đi Hà Nội rất là quan trọng, mày hiểu không? Hà Nội có bán áo vest mà. Thì ra ngoài đó mua cái áo vest bận vô dán mày, vest nào bận không được. Rồi, lấy xe đi nha lên. Thì xe từ từ đấy nè. Gì nữa? Cầm này đi rồi trước khi mày đi tao muốn mày biết hết toàn bộ sự việc để mình dễ tính toán với nhau. Vượt đèn đỏ. Cái dưới là chạy ngược chiều. Trời ơi. Còn hai cái nhỏ nhỏ là đổ sai nơi quy định. Trời ơi, mày là tài xế nha Long. Thì tài xế mới vi phạm luật giao thông chứ bình thường đâu vi phạm chi. Ê mày. Đúng không, tài xế người ta chạy mới vi phạm chứ người thường đi bộ ai vi phạm làm gì. Mày nói vậy em nói được hả? Thì đó, tao nói được chứ sao không được. Nhưng mà mày đâu cần mày phải chửi vô mặt tao. Chửi cái gì? Nói gì ra mày cãi đó, nói gì ra mày cãi đó là sao? Như vậy là mày chửi vô mặt tao đó. Vậy là chửi hả? Mày... Bạn bè có ai như vậy không? Hai thằng bạn học chung với nhau, một thằng làm giám đốc, một thằng làm tài xế. Thì mình phải tôn trọng lẫn nhau, mình nói chuyện bằng tình bạn đi. Ngày xưa mày học lớp 1, ai là người cho mày mượn đôi dép mày đi về? Mày cho. Mày học lớp 5, ai là người đưa cái áo sơ mi cho mày bận? Lúc đó mày không có áo. Cột mốc đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mày là 37.000 tao đưa cho mày để mày cầm tiền mày lên trên Sài Gòn mày lập nghiệp, mày mới có ngày hôm nay. Rồi cảm ơn. Được rồi. Tao với mày bạn bè. Được rồi ông. Mày làm giám đốc, tao làm tài xế. Được rồi ông nội, cái này để tao đóng được chưa? Nha. Rồi. Như vậy mới là bạn bè. Được chưa? Rồi đi. Đi đâu? Ra xe đi. Xe đâu đi? Làm sao? Bao nhiêu đó biên bản công an giam xe là đúng rồi, không cãi được. Trời ơi Long ơi, tao đánh mày được chưa Long? Hả? Tao đánh mày được chưa? Mày làm gì tao? Tao quất mày vậy làm gì? Lớp mày một, nghĩ sao mày là tài xế mày? Lớp 1 ai cho mày mượn đôi dép? Hồi lớp 5 ai cho mày mượn cái áo? 37.000 cục mốc đáng nhớ trong cuộc đời của mày. Mày lên Sài Gòn mày lập nghiệp, mày không có tiền xe, tao lấy tiền xe tao đưa cho mày 37.000. Dạ ông nội. Rồi dạ. Bây giờ mày làm giám đốc mày đòi quýnh tao. Rồi tao quýnh tao. Trời ơi tao tức quá. Đó, mày quýnh tao nè, nè. Mày quýnh tao nè. Ừ, thương. Trời ơi, nó là bạn tôi, mà làm tài xế mà giống như ông nội tôi vậy. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng dạ. Cây. Ra kêu taxi cho tao đi liền. Tao đi kêu cho mày hả? Ờ đúng rồi, tao phải đi kêu chứ mày làm giám đốc mà. Quên. Anh Long. À, gì? Gì em? Ai? Anh Long. Anh nghe nè. Anh Long chồng tôi.
Mắc mớ gì anh nghe nè. Ủa bạn ơi, hai người cùng tên Long mà bạn. Bạn nói với vợ bạn sao chứ, hai người cùng tên Long mà. Ủa anh ơi, mắc cười quá anh. Ở đây là nhà của vợ chồng người ta, thì kêu anh Long là biết kêu chồng tao. Để tôi kêu tài xế, tôi kêu anh Long. Tôi cũng ở trong nhà này mà. Nhưng mà ở đây là Long giám đốc, còn kia là Long tài xế. Thôi rồi, mày đi đi, mày đi đi, mày đi giùm tao đi. Bạn, tôi không để bạn là chắc tôi xúc vợ bạn luôn. Ê! Tính tôi nóng nha bạn. Mày thôi nha mày. Trời, nó làm như tôi dễ sốt lắm, giờ tao thắc má mày luôn mày. Thôi mày đừng nói. Đừng em. Nhắc không tới không nó. Thôi, sao anh không đuổi đi? Nhắc tới anh nó. Anh không đuổi đi. Rồi, anh sẽ đuổi. Trời ơi, mỗi lần nhắc tới nó là kêu lớp 1, lớp 5 với 37 ngàn. Bạn bè anh á, kỳ ghê á, tối ngày có chuyện nhiêu đó, nhắc hoài có 37 ngàn, giờ anh trả không 370 rồi kêu ông đuổi, ông đi cho không rồi phải đi. Em biết sao không? Cái đó là cái tình bạn, cái quá khứ của anh với nó. Thôi bây giờ vậy đi, bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ nè, anh đi công tác phải không? Đúng rồi. Chừng nào về? 4 ngày. Trời ơi chết rồi, trong 4 ngày đó em nhớ anh làm sao em chịu nổi. Ồ, được rồi, không sao, anh cũng nhớ em. Làm sao mà có thể chịu nổi. Nhớ mà. Nó nghe nè, mà nghe em dặn nè. Đi ra công tác ở chỗ xa như vậy á, phải nhớ cẩn thận sức khỏe nghe không? Rồi anh. Ừ, chuyện này mới quan trọng. Sao? Nhớ đem theo áo mưa nghe. Nghe không? Em... Dạ. Dạ. Sao? Thoải mái luôn hả? Trời ơi anh ơi, thời buổi này thời buổi nào rồi mình không thoải mái anh. Phải đem theo áo mưa mà không phải đem một cái. Đem nhiều cái cho chắc ăn. Biết sao không? Tại vì có nhiều cơn mưa bất chợt đó anh. Mình đâu có đoán được đâu. Trời ơi, lỡ bệnh chết. Không, em yên tâm. Anh sẽ để ý. Yên tâm. Em biết là anh để ý rồi, nhưng mà cứ đem theo đi cho chắc, phòng ngừa nghe không? Trời ơi, ông ngừa. Trời ơi, anh cưng giỡn quá. Cái gì nữa, dạo này ngoài Hà Nội mưa gió dữ lắm. Không đem theo áo mưa, mắc mưa rồi sao? Hình như sai sai cái gì nè, đúng không? Hình như đang suy nghĩ cái gì nè, đúng không? Tôi vừa nói là cái này tôi phát hiện tôi sai sai cái gì nè. Ủa vậy chứ không phải em muốn anh... Cái gì? Anh nói cái gì? À không. Anh nghĩ áo mưa nào? Anh nghĩ áo mưa nào? Anh nghĩ áo mưa nhỏ phải không? Anh nghĩ áo mưa nhỏ đúng không? Không. Tôi đang nói cái áo mưa mình mặc đi mưa, còn anh đang nói về cái áo mưa nào? Áo mưa mặc hả? Đi mưa luôn. Anh nha, anh vừa lại phải thôi nha. Rồi, anh nhớ. Anh hứa là anh đi một mình em đúng không? Ê, một mình em. Anh mà lén phép một con nhỏ nào là anh chết. Dạ. Anh nhớ rồi. Anh nhớ. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Ê, lắm á. Xe tới. Dạ. Xe tới anh, xe tới rồi. Đi. Em tiễn anh một đoạn. Đi đâu? Em tiễn anh một đoạn. Ủa, đi Hà Nội đâu phải đi chết đâu mà tiễn đoạn, nghe thấy ghê vậy trời. Mày. Tôi nói thiệt á, tôi nói tiễn một đoạn nó không có gì á, ông dịch ra mới thấy ghê á. Thôi đi. Em tiễn anh một đoạn đường. Nha, rồi xong em đi công chuyện luôn. Ok. Em đi công chuyện, em đi công chuyện có cần anh tiễn em đoạn luôn không? Anh nói nghe nè, em giết người mà em không ở tù là em giết cái thằng quỷ này trước. Được nha. Đừng. Nhìn cái mặt em không ưa nổi, không biết làm sao mà nó có thể có giấy vợ được. Đừng em. Lớp 1, lớp 5, 37 ngàn. Trả nó 370, đuổi nó đi. Em không hiểu đâu. Đi em tiễn anh một lần. Mai là vợ mày, chứ vợ tao quánh một ngày 8 lần. Trời, mày ghen quá, vợ ai mày đánh 8 lần mày. Em, lớp 1, lớp 5, 37 ngàn. Giận lắm anh, em giận lắm. Ghen lắm. Làm cho nó thôi mà tự nhiên vợ nó xỉa xói. Bây giờ nhà nè, một mình tôi một cõi nè. Chỉ cần giữ cho nhà cửa sạch sẽ thì muốn làm gì cũng được. Hey. Ba. Long con. Ba thiệt hả? Mày khỏe không? Trời đất ơi. Ba, bỏ xuống giùm con đi ba. À, tao quay mày không về quê, tao sợ mày thèm gà. Đem gà với nước mắm cho mày làm gà chiên nước mắm. Giờ ghế hả? Giờ bỏ bên đấy. Trời. Chết con ba ơi. Hả gì? Bỏ xuống. Không, cái gà này làm nước mắm ngon lắm mày. Trời ơi, gà này mập không á. Đây nè. Mà tính làm gì vậy? Tao lấy ra cho mày coi chứ làm gì. Trời ơi, con này con gà mái nè, con này con gà trống nè. Đó. Con nào nấy mập thù lù mày thấy không? Ở dưới tao cho ăn bắp không á, mập dữ lắm. Nè, đó. Bắt vô ba. Bắt vô gì cho nó chạy, cho nó cái cơ nó săn ăn cho nó chắc. Rồi một hồi nữa nó làm thì cái.
Thì đâu có gì đâu, nó ỉa thì mình dọn thôi. Trời ơi, làm vậy ngồi con bị chửi. Mày nói mày làm giám đốc nhà mày mà ông nội đâu dám chửi. Mấy đứa nhân viên chửi con. Nhân viên mà chửi giám đốc mày? Giám đốc ăn ở không vệ sinh. Sao vậy con? Sao vậy? Cha dặn mày bao nhiêu lần phải vô toilet chứ. Thấy không? Tại sao mày lì vậy? Mày cãi tới hoài vậy? Hả? Hai đứa bay lén lút quen nhau tao chưa nói nghe chưa? Sắp thử hả mày? Hả mày? Sao kỳ vậy? Mày nhìn cái gì? Bữa nay là tao cho mày vô mà chi nước mắm hết chứ mày nhìn cái gì? Bà... đàn ông đàn an gì mà mặc đồ lượm thượm lòi đít tùm lum hết trơn nè. Đi vô kia chơi đi. Đi vô kia. Thôi. Đi vô kia chơi. Bắt nó lại đi ba. Đi vô kia chơi đi. Trong kia có xả với gừng rồi. Đi vô kia. Đi vô. Đi vô trong kia. Trời ơi. Cái gì vậy ba? Đi vô trong kia đi con. Nó bay tùm lum hết còn ngồi chết con bây giờ ba ơi là ba. Thôi. Con vật cũng như người để cho nó có cuộc sống tự do đi. Rồi bây giờ ba lên thăm con rồi con khỏe nè ba. Ê trời. Ba về đi. Gì? Thấy con khỏe được. Mày khùng quá. Lâu quá mày không về quê tao lên tao thăm mày tao chơi mày. Tháng hai tháng tao về. Trời ơi trời. Sao không gọi điện thoại cho con trước? Cái gì vậy? Đù. Nhà to dữ mày. Thì nhà giám đốc mà. Đù. Mấy tỷ? Năm tỷ. Đù. Kinh. Giám đốc lương tháng nhiêu? 500 triệu. Ở cái nhà 5 tỷ. Lương tháng 500 triệu. Mà mỗi tháng mày gửi tao có 5 triệu. Bà trời nội ơi, cha bà mày ơi, bà nội cha mày bất hiếu. Tại sao vậy? Mày làm một tháng 500 triệu. Mày ở cái nhà 5 tỷ. Mà mày gửi tao có 5 triệu. Kì. Má. Má gì tự nhiên chửi con vậy? Má mẹ xuống vàng chắc buồn mày lắm. Con tụi con phải chi xài tùm lum tùm la thứ đầu tư tùm lum hết ba. Mày xài cái gì mà dữ vậy? Tháng mày làm 500 triệu. Mày ở cái nhà 5 tỷ. Dạ. Mà mày gửi tao có 5 triệu. Con biết rồi. Mày nên nhớ. Tao là người đẻ ra mày được. Thì tao cũng có thể nhét vô được. Mày nên nhớ như vậy. Má đẻ con ra chứ ba đâu có đẻ đâu ba đòi nhét. Không có tao hỗ trợ. Làm sao ba đẻ được mày? Trời ơi. Rồi ba còn lên đây ba còn nói cà rỡn chứ đó. Mày phải biết rằng. Cái gì cũng có trước có sau. Uống nước nhớ nguồn. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Mày nhớ năm mày học lớp 1 không? Trời ơi trời. Hồi đó mày không có đôi dép mang. Tao mới dồn hết tất cả tiền bạc tao mua cho mày đôi dép. Vậy mà mày nỡ lòng nào mày lấy đôi dép đó mày cho thằng bạn nào đó của mày. Làm sao tao quên được. Mày phụ tao mà. Mày nhớ lớp 5 không? Nhớ. Tao thấy mày mặc áo rách. Tao mới lấy hết tiền tao mua cho mày cái áo để cho mày mặc đẹp với người ta. Vậy mà mày cũng lấy. Mày cho thằng bạn nào đó của mày. Mày làm tao buồn mấy ngày trời. Chưa, mày nhớ 37 ngàn không? Trời ơi, trời ơi, nhớ hết luôn ba ơi. 37 ngàn không? Tất cả tài sản tao bán nước mắm. Tao đưa hết cho mày. Để mày lên Sài Gòn mà lập nghiệp. Cuối cùng mày đưa 37 ngàn cho thằng bạn nào đó của mày. Tới giờ tao không biết thằng có phước phần ở thằng nào. Bây giờ mày ngon rồi. Mày làm giám đốc. Dạ. Mày ở cái nhà 5 tỷ. Dạ. Tháng mày làm 500 triệu. Dạ. Đưa tao có 5 triệu. Trời ơi, nói hoài luôn á. Không biết giống cái gen hay sao mà bị cái bệnh nói hoài luôn á trời. Thôi bây giờ, ba thương con ba ra ngoài ba ở giùm con đi. Thôi, tao biết rồi. Tội nghiệp mấy gà, để bầm lên salon cho nó ngồi. Trời ơi, một bãi chuyện này chùi không có ra đâu. Khi mua bộ khác. Không được. Mày ở cái nhà 5 tỷ. Mày lương tháng 500 triệu. Mày đưa tao có 5 triệu. Trời ơi. Mày xá gì bộ xa lắm. Ôi mà ba thương con đi ba. Tại vì thôi con... được rồi. Đừng nói nhiều nữa. Tao đi tắm. Phòng mày đâu? Ra ngoài tắm được không? Mày giám đốc phòng to nhất. Tao vô phòng to nhất. Bảy. Cái phòng bự nhất là phòng của nhân viên á. Phòng tài xế. Mày xây nhà cho tài xế mày ở hả? Tại vì ở chung đi công việc chung á, con cho tài xế con ở trong đó. Bây giờ mày tiếc với cái người đẻ ra mày. Rồi bây giờ mày có bạc tỷ, mày mua 5 tỷ một căn nhà. Lương mày tháng 500 triệu. Tao được có 5 triệu. Thôi mà ba ơi, trời ơi ba nói hoài à ba. Tao đâu có phải là vì tiền, tao đâu phải vì tiền mày. Tao nói cho mày hiểu cái đạo lý. Chứ tao bán nước mắm. Tao mua được cái sân vận động luôn chứ nhà gì mày. Ba lên đây đi có một mình hay xách tay xách nách mang ở đây mình vậy. Tao đi. Mày hỏi chi? Bây giờ mày có nhà 5 tỷ.
Rồi. Lương 10 tháng 500 triệu. Tao vẫn 5 triệu. Mày ba, hỏi làm gì? Ba ơi, ba thương con đi ba bây giờ. Không, bây giờ chị đi ba. Ba ở nhà ba chơi chút xíu, ba đừng có đi tới đi luôn. Bắt mấy con gà lại giùm con đi ra ngoài con kiếm phòng trọ xong rồi cái con mời ba ra phòng trọ ba ở nghe ba. Nha nha. Ba đừng có phá tội nghiệp con nha ba. Trời ơi, một bãi nè ba ơi. Buồn, cuộc sống bây giờ thay đổi. Đúng rồi, đúng rồi. Lòng người giờ thay đổi. Trời ơi, đi 4 ngày rồi, cho nên là bây giờ là thoải mái rồi, tối nay đi quẩy được, ok. Biết là vậy. Nhưng mà không, mày đừng có lo. Tao với mày mà còn ngại gì nữa. Chồng tao mà có biết cũng có sao đâu, tại vì tao với mày thì thân quá rồi, chồng tao biết mà. Thì đó. Không có sao, tao nói thiệt, chồng tao đi tới 4 ngày lận. Mình đi chơi tới ngày thứ 3 là mình về là ok rồi, hiểu không? Không có gì mà mày sợ. Cái gì vậy? À! Ông là ai vậy? Tôi hỏi cô là ai? Tôi là chủ căn nhà này. Nhà thằng Long. Còn ông là ai? Cô không cần biết tôi là ai. Cái gì? Nếu không có tôi hì hục cách đây ba mấy năm thì sẽ không bao giờ có căn nhà này. Ủa là sao? À xin lỗi bác, lộn nhà. Mày, nhà là nhà của tôi mà. Tôi hỏi lại một lần nữa, ông là ai? Cô là ai? Tôi là ai à? Tôi là vợ của anh Long. Còn ông là ai? Vợ thằng Long. Mày gặp kèo trên rồi mày ơi. Tôi là bà của thằng Long. Dạ con chào bác. Dạ con là bạn gái của anh Long. Dạ con mời bác ngồi. Dạ là con không có gặp bác lần này nên con không biết, bác đừng buồn con. Con ngồi đi bác, ngồi đi, mình uống nước. Dạ bác uống bằng bình hay là sao? À dạ không, mình mới rót ra ly. Dạ đúng rồi, mình rót ra ly cho nó lịch sự chứ bác hả. Dạ đây, con mời bác dùng trà. Bác biết sao không, con quen anh Long 4 năm rồi. Mà con xin anh Long á, cho con về con gặp mặt bác. Mà anh Long không có cho, kỳ ghê vậy đó. Nhưng mà được cái anh Long kể về bác nhiều lắm nha bác. Thiệt, anh Long kể bác nhiều lắm. Bác tên Thái đúng không? Đúng vậy. Nhà ở Phan Thiết nè. Đúng vậy. Bán nước mắm. Đúng vậy. Đi biển. Đúng. Bị chết mất xác lâu rồi. Bác ơi, bác ơi, sao bác ơi thiện hồn vậy đây, bác hù con vậy bác. Bác ơi, con có làm gì sai, bác làm ơn bước bác tha cho con. Con đâu có lỗi gì đâu bác. Ai chết? Bác chết, mất xác lâu rồi. Thằng chó đẻ. Ba nó sống chờ chờ mà dám đưa lên làm đám giỗ 4 năm mới ghê chứ. Thằng con bất hiếu thiệt. Từ ngày làm giám đốc thấy lòng đổ giả. Bữa nay tao sẽ cho mày ăn đám giỗ đầu của mày luôn. Chết mẹ mày rồi. Ủa bác, tóm lại là bác chết chưa? Sống chứ sao chết được. Vậy là bác còn sống, con mừng quá, con tưởng nãy giờ con gặp. Cô là cái gì của thằng Long? Dạ con là bạn gái con Long, quen 4 năm rồi. Con thiêu thân. Là sao bác? Cô bị gạt rồi. Là sao bác? Thằng Long nó đang dụ dỗ và lừa gạt cô. Vì sao? Vì ở dưới quê Phan Thiết nó đã có vợ sắp cưới 7 năm rồi. Bác nói sao? Vợ Phan Thiết 7 năm? Xạo. Bác xạo với con. Bác xạo với con đúng không? Mày có ta thu mà cái hình tổ ong chưa?
Cô thử nghĩ đi, tôi là ba nó, tôi sinh ra nó, tôi đi lường gạt cô chi để cho con mình mang tiếng xấu. Nhưng mà vì không tôi phải, tức nó thay đổi nên tôi báo cho cô biết, cô cũng chỉ là nạn nhân thôi. Anh Long, anh hứa anh yêu có mình con mà ba. Nó luôn hứa yêu một mình cô. Dạ. Nhưng mà nó quen với nhiều cô. Cái gì vậy ba? Vậy là anh phản bội con 4 năm nay hả ba? Anh lừa gạt con hả ba? Con gọi điện thoại cho anh về, anh giải quyết cái chuyện này. Không có đi công tác gì hết trơn á trời hả? Sao mà luôn ra con nhỏ ra khỏi nhà này luôn. Con không ở trong cái căn nhà này nữa. Về đây. Alo. Trời ơi, là dầu sôi lửa bỏng mà còn hết tiền nữa. Cái thằng này nó ghê thiệt ta. Bác Thái ơi. Bác Thái. Mày vô đây chi vậy? Mày vô đây chi đó nghe, mày đợi ngoài kia mày vô đây chi vậy? Trời sao bác vô đây bác hả? Mình tự nhiên kêu con đứng ở ngoài kia. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Cái nhà bự dữ vậy trời. Trời đất ơi, cái nhà vừa bự mà vừa đẹp nữa, cái gì cũng có hết trơn à. Bác ơi bác, cái nhà bự vậy ở một mình ảnh uổng lắm á bác. Bác nói với ảnh là cưới con gấp đi, đặng con về đây con làm chủ ở nhà này luôn, kêu bà con hàng xóm lên đây ở chung cho nó vui bác. Đa số phụ nữ khi đã muốn lấy tiền đàn ông đều bị nó bỏ trước hết nghe. Là sao bác? Bây giờ mày về quê, mày nhắm coi được thằng nào nó thương mày, mày hốt luôn đi. Đâu có hốt được, con thương có mình anh Long, mà anh Long cũng vậy, thương có mình con. Giờ về hốt ai, giờ con và anh phải hốt nhau thôi. Muộn rồi. Muộn gì bác? Nãy giờ bác nói gì con không hiểu gì trơn trọi vậy bác. Đau lòng lắm khi có một đứa con trai làm giám đốc thay lòng đổi dạ. Nó quen mày 7 năm dưới quê. Dạ. Nhưng mà nó lên đây, nó có vợ 4 năm rồi. Giỡn với con hả bác? Bà nội mày, tao già tao giỡn với mày hả mày? Không phải bác ơi. Bác ơi, cái chuyện này làm sao con tin được bác? Anh Long anh thôi. Tao tận mắt chứng kiến. Tao thấy con ghê đó rồi. Nhưng nó tươi hơn mày. Bác ơi, không có chuyện đó đâu bác. Anh Long ở dưới quê anh yêu con mình con à. Con ở dưới đó con chờ anh 7 năm rồi. Làm sao mà anh có vợ được? Bác con không chấp nhận được đâu bác ơi. Thì dưới quê anh yêu mình mày, trên này cũng yêu mình nhỏ đó. Trời ơi bác, ở chỗ một con mà. Bác ơi, chơi vậy chơi mất dạy lắm. Bác ơi, bác làm cha mà, nói giùm con tiếng đi. Con ở dưới đợi 7 năm rồi, làm sao anh bỏ con được? Bác con không tin đâu. Thôi được rồi, để tao. Bác. Để tao. Tao đi kiếm nó về, giải quyết chuyện này. Thay bác đổi ơi. Thay đổi. Ở đây đi, tát về quê với tao, nghe chưa? Chết rồi. Trời ơi, anh Long ơi. Trời. Anh Long ơi. Còn cái giấy chứng minh nhân dân không mà cũng quên. Chơi. Ủa? Gì chơi kỳ anh Long ơi. Dạ. Em đi đâu vậy? Em lên kiếm anh Long. Rồi gặp Long chưa? Em chưa có gặp anh Long. Vậy để em kiếm Long nha. Rồi. Sao vậy? Em chưa gặp ảnh nhưng mà hả, em mới biết được một cái hung tin. Tin gì? Anh có vợ trên đây được 4 năm rồi. Trời ơi, hèn gì. Hèn gì nó xin tiền anh hoài à. Tiền gì nó cũng xin hết. Thằng này phản bội thì kỳ cục. Không sao, không sao. Để anh nói chuyện lại với nó. Anh ơi, em đau lòng quá anh ơi. Cũng may là em còn trong trắng thôi, kể kiếm đứa khác cũng được nữa. Trong cái gì mà trong hả anh? Anh nghĩ thử coi, quen nhau 7 năm trời, anh bào em tới đâu luôn cho ở đó mà giữ. Chưa hết đâu, cái này mới ghê nè. Cái gì nữa? Em có bầu rồi. Anh ơi, em đau khổ quá anh ơi. Không sao, cứ sanh đi. Anh lo. Ai lo? Anh lo. Rồi vợ con anh sao? Sợ gì? Sao không sợ? Sợ nè. Em tỉnh em. Ai vậy, ai vậy? Anh nói sao?
Hả? Hả? Đứng làm cái gì xem nào? Đi qua đây đó! Nhanh lên! Cái gì? Anh giỡn mặt với tôi hả? Anh qua đây đó! Cái gì vậy? Hả? Con quỷ này qua bên này đó! Anh đứng yên ở đó cho tôi! Anh đứng yên ở đó cho tôi! Anh nói gì? Anh nói gì? Nói lại nghe coi nè. Cái này là ai? Ai? Bạn gái Long. Bạn gái Long. Chị ơi, tự hào, phải tự hào. Ừ. Chị ơi, chị bình tĩnh đi nghe buông em ra, nói buông này ra, chị. Em buông ra. Mình là phụ nữ, mình không quỷ mị như vậy được. Khi mà một vấn đề này xảy ra, mình phải chặt đứt. Em hiểu không? Em đứng yên ở đó cho chị nha. Em cho nói lại thêm lần nữa. Em bình tĩnh nha. Ai đây? Ai? Bạn gái Long. Bạn gái Long. Chị ơi chị, bình tĩnh em nói đi anh. Chị làm cho tội nghiệp mà chị. Im lặng. Bình tĩnh em. Tôi sẽ xử chồng tôi chứa xong rồi tôi qua tôi xử tới cô. Đi vô chồng. Nhanh cho em nói đi chị. Đi vô chồng không nói gì hết. Vô. À, chị, dạ, em vô, vô. Bình tĩnh em. Trời ơi, em bị gì vậy? Tôi điên rồi. đừng điên em, bình tĩnh em. Anh lừa gạt tôi 4 năm nay ha. Anh là đồ sở khanh. Cái gì vậy? Đừng chối nữa, ba của anh đã nói cho tôi biết hết rồi. Anh lừa gạt tôi. Em gặp ba anh. Ba của anh đứng ngay chỗ này đã nói cho tôi biết anh là đồ lừa dối. Ủa? Anh có nói với em rồi mà. Nè nè nè, coi nè, coi nè, sao nói sao nè. Ba anh. Ừ. Đi biển. Mất xác hả mày? Mất xác hả mày? Mày định nói mất xác đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi hả mày? Ba mày mày còn chơi nữa mà ai mày không chơi hả? Em mất em dạy. Bình tĩnh. Em bình tĩnh đi. Đừng nói nữa. Em anh đừng bao giờ. Không phải. Nói nữa. Đừng để. Trời ơi, từ nãy giờ, từ nãy giờ. Không có ai mất hết trơn á ba. Đứng ở đây nói gì với tôi mà mất cái gì? Không có, em bình tĩnh đó chạy em sao vậy? Em lại. Thấy em cười là anh nghi rồi. Thôi được rồi. Đi vô đây. Đâu có đi đâu. Vô đây anh massage cho. Massage cái gì? Đấm bồn rồi chà lưng. Đau lưng quá. Cái con này nó quen với con mình. Sao bây giờ nó xà nẻo với thằng này? Chà, sao mấy đứa này nó chơi bùng binh vậy ta? Không thể tin được. Bây giờ vô massage chà lưng. Chà hết cái lưng. Rồi nó chà tới cái gì? Ba. Rồi, có phòng rồi. Đi, dọn đồ đi. Ra ngoài ra phòng ở cho nó khỏe. Tại sao mày lại có thể sống cuộc sống như vậy? Ủa ba nói gì là sao ba? Mày đây. Giờ bây giờ mày bắn qua đây. Giờ bây giờ nó chén. Tại sao mày làm như vậy? Hả? Làm sao ba? Tại sao mày có thể biến thái như vậy được? Ủa sao tự nhiên chửi con biến thái trời? Tao đã biết hết câu chuyện của mày rồi. Đừng có giải ai nữa. Nếu mà bà biết hết sự thật là... thì đó con sống vậy đó. Trời, thông cảm cho con đi. Cuộc tình vòng xoay mà nó tự hào. Tại sao mày có thể sống như vậy được? Trời ơi, ba nói cái gì? Ba biết cái gì ba nói chứ ba cứ vậy hoài con biết cái gì đâu. Mày ở cái nhà 5 tỷ. Một tháng mày 500 triệu. Rồi. Mày gửi tao chỉ có 5 triệu. Trời ơi, cái này nãy nói rồi. Có nghĩa là cái kèo 7 năm mà là mày gửi 5 triệu. Dưới quê mà, chắc chắn bằng tao thôi. Nhưng cái kèo kia nó tươi hơn, chắc 15 triệu đúng không? Hèn gì, tao chỉ có 5 triệu. Bạc bè, mày nên nhớ. Tao đẻ mày ra được, thì tao nhét mày vô được. Trời ơi trời. Ra đây mày, ra đi con. Ai vậy? Dạ. Ủa, mấy dê. Em lên đường nào vậy? Anh Long. Anh nè. Anh Long. Anh nè. Mất dạy. Trời ơi, anh làm tôi nhớ tôi đợi anh 7 năm bây giờ anh lên anh cưới vợ 4 năm là anh sang chơi chơi kỳ vậy hả anh Long? Anh tránh ra đi. Cưới vợ gì? Về đi, không gặp anh nữa đâu.
mấy người nữa đi ra chỗ khác. Ra đi. Có gì vậy? Trời khổ quá. Trời ơi, tại sao lại có thể chơi bồng binh hiên ngang như vậy được? Buông ra, đi qua lại. Trời ơi, bây giờ mày đặt automatic nữa hả? Buông ra, em đổ lại. Tao tán chết mẹ hả? Bước lên, bước kia, bước kia, bước lên. Trời đất ơi, hai thằng của Hùng đứng lên cho hai nhỏ nó ngồi. Bây giờ nghe tao hỏi đây, chuyện đến nước này rồi, bể ra là nhục với bà con hàng xóm láng giềng, mặt mũi đâu tao nhìn đời. Long. Dạ. Dạ. Tao kêu con tao, ai biết mày dạ mày? Nghe ba nói nè, bây giờ vậy, Long. Dạ. Tao kêu con tao mày dạ làm cái gì? Dạ con tên Long. Trùng tên thôi, tao có cách giải quyết. Long Phan Thiết. Dạ. Thằng Long con tao ở Phan Thiết. Con cũng ở Phan Thiết. Dạ đúng rồi. Tôi tên là Trần Văn Thái, có đứa con tên Long ở Phan Thiết. Dạ. Cái gì nữa mày? Dạ ba con tên Thái. Má tao bắt đầu thấy mệt rồi đó. Long Phan Thiết, nó có một đứa bạn quê ở Phan Thiết. Dạ. Mày đừng nói tao mày ở Phan Thiết nha. Dạ đúng rồi, quê con Phan Thiết bác. Dạ quê con cũng ở Phan Thiết nè bác. Tao biết rồi mày. Mày đánh. Thằng Long Phan Thiết có bạn gái quê Phan Thiết, tên thiệt là Linh. Dạ. Cái gì nữa mày? Con tên Linh. Con cũng tên Linh. Tao biết rồi mày. Má, tao làm lại từ đầu nữa nè. Thằng Long Phan Thiết có nhỏ bạn gái Phan Thiết, tên thiệt là Linh, đứng bên trái. Dạ. Bên trái mày ơi. Dạ đúng. Dạ bị rối quá. Rối dạ. À, xin lỗi bác, con dạ. Bị mù luôn. Bên nào trái, bên nào phải. Nhà tôi làm nước mắm, có thằng Long Phan Thiết, con nhỏ bạn Phan Thiết tên Linh, đứng bên trái. Dạ. Dạ. Mày dạ tao tán cái chết trà, mày dạ cái gì? Mày dạ cái gì? Tao nói rõ ràng cho mày dạ nữa hả? Mày ép tao quá vậy? Dạ tại nhà con cũng làm nước mắm. Bây giờ vậy, tao có cách rồi. Thằng Long giám đốc. Dạ. Cái gì nữa mày? Thằng này giám đốc. Mày dạ cái gì? Bây giờ ba nói cho con nè Long. Dạ. Dạ. Con bây giờ đang là giám đốc. Dạ. Con quản lý một công ty lớn như vậy. Dạ. Con quê Phan Thiết. Dạ. Có bạn gái ở Phan Thiết. Dạ. Má ta mệt nha. Không có, con thấy nó bị rối rối sao á bác? Dạ. Bây giờ mình bình tĩnh nè, bây giờ tụi mình bình tĩnh lại hết đi. Bây giờ bây giờ mình ngồi xuống đi. Ví dụ mà giờ kêu tới ai nữa đứng lên đi để cho dễ phân biệt. Dạ dạ đúng rồi, đúng rồi. Ngồi xuống rối đi. Rối quá. Em rồi bây giờ kêu tên nè, giờ bác bắt đầu nè. Tôi có con tên là Long Phan Thiết. Có hai đứa con gái quê Phan Thiết. Dạ. Dạ. Tôi tên là Thái. Hay quá. Bà nội cha rồi giờ sao? Có sao không em? Không không. Thì rồi tôi có cách rồi. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Đúng rồi. Ngồi xuống mình biết liền. Tôi tên là Thái, chủ hãng nước mắm Thái Long. Ngồi xuống trước. Có đứa con tên là Long, quê Phan Thiết. Hay quá. Sao? Bên cạnh đó nó có một đứa bồ tên là Linh, quê Phan Thiết. Ngồi dạ, xuống luôn. Dạ. Hết mẹ rồi. Hết mẹ rồi giờ tính sao? Tại vì mình đang rối cái vấn đề rồi. Nằm ở đây là Long, trùng tên Long, Long Linh Linh nè, Long Linh gì đó nè. Bây giờ mình từ từ Long thôi. Trái, Long, Long phải. Ừ, bây giờ ba kêu là Long trái hay Long phải đi. Đó, bây giờ tôi được con tên Long ở bên trái. Con tôi làm giám đốc, đúng không?
Ai là thằng Long giám đốc? Đây. Ai là thằng Long tài xế? Đây. Cái gì? Bây giờ bay giám đốc. Tao lên tân sông nghe bay. Tao nói lại một lần nữa tao mệt nghe. Thằng nào là thằng Long giám đốc? Dạ đây. Thằng nào là thằng Long tài xế? Đây. Là sao hả Long? Bây giờ mày nói đi. Dạ. Mày là thằng Long gì? Dạ con là thằng Long tài xế. Còn thằng này? Con mướn nó làm giám đốc. Còn mày? Dạ con là thằng Long giám đốc. Được mướn. Được thuê làm giám đốc cho thằng Long tài xế. Nó má. Ba ơi, tại vì nó vướng con cái nghĩa lớn lắm ba. Từ năm lớp 1, lớp 5 với 37 ngàn là con lo cho nó. Thì ra cái thằng mà lấy tài sản gia đình tao từ năm lớp 1 cho tới khi trưởng thành là mày. Dạ không phải bác. Bác ơi, có gì bình tĩnh từ từ nói bác. Là sao? Là bây giờ mày là giám đốc rồi, mày mướn thằng này làm tài xế. Sao mày không nói tao mày làm tài xế, mà mày nói nó là mày đi làm giám đốc? Nói vậy quê lắm. Mày không nói vậy mày quê lắm. Mày làm tao quê lắm. Mày hiểu không? Dạ hiểu, giờ con mới hiểu là bao giờ con nói thiệt cho biết con làm tài xế. Dạ còn con là Linh, là bạn gái của Long giám đốc. Con không liên quan gì hết á. Mày đi đi. Rồi tao hiểu rồi. Như vậy là thằng này làm tài xế cho thằng này. Dạ. Thì thằng này là giám đốc, thì quen với con nhỏ này. Dạ. Thì khi tao lên đây tao thấy vô tình là con nhỏ này. Dạ. Nó nói là nó quen thằng Long. Tao dạ. hiểu lầm là thằng Long là thằng Long này. Dạ. Là ba thì vô tình con nhỏ này, tao nói cho nhỏ này biết, nhỏ này khóc. Thì nhỏ này gặp thằng này hay ôm nhau, thì con nhỏ này ra ghen. Dạ. Ghen xong rồi lại ôm thằng này. Dạ. Thì tao có tưởng con nhỏ này quen thằng này, xong quen thằng này. Đó, mọi chuyện là tại tao. Ba không. Nó như là vỡ ra rồi đó, bác vỡ ra được vấn đề rồi đó. Dạ. Dạ. Lúc đầu tụi con ở trên này sống yên biển lặng, từ ngày có ba vô nó rối một nùi luôn á ba. Dạ. Như vậy là xin lỗi bà con hai họ làng xóm láng giềng. 30 phút vừa rồi tất cả mọi chuyện là do tôi gây ra. Đây tôi Thái, chủ hãng nước mắm, xin lỗi gia đình. Vâng thưa quý vị, với các nghệ sĩ Gia Linh, Hoàng Mèo, Tiến Luật, Thu Trang và Trường Giang. Chưa có cái tiểu phẩm nào mà bối cảnh nó lại dậy mùi như cái bối cảnh này. Thưa quý vị, đó là một câu chuyện không có gì to tát cả. Một câu chuyện mà hàng ngày trong cuộc sống chúng ta vẫn gặp. Và ở đâu đó chúng ta cũng nhìn thấy chính chúng ta trong trường hợp này. Bởi vì trong cuộc sống tôi chắc chắn rằng ai cũng đã từng phải một lần nổ về mình, nói quá lên những gì mà mình có. Nhưng thưa quý vị, một chút thôi thì không sao cả. Nhưng nếu như quá nhiều, đương nhiên nó sẽ có những tác dụng ngược. Vì vậy, tốt hơn hết trong cuộc sống này, các cụ đã dạy rồi, thật thà là cha quỷ quái. Chúng ta cứ chân thành mà sống, có gì sống thế, trước sau gì chúng ta cũng sẽ được những điều chúng ta mong muốn. Và chia tay với tiểu phẩm đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đến và lắng nghe giọng ca của một nữ ca sĩ. Một cô gái vô cùng xinh đẹp với giọng ca có thể nói ngày càng mặn mà. Hãy cùng dành những tràng pháo tay để chào đón giọng ca của nữ ca sĩ Hiền Thục. Mãi xa nhau, xin nhớ cho nhau nụ cười, cho cuộc tình người hẹn hò nhau đến kiếp mai. Đừng hận nhau nữa, lệ nào em khóc cho đây. Tình đã mù trong sương khói, thế cơn gió lùa ta tới. Một mai em đi, ngày tháng bơ vơ giận hờn, nhớ về tình người buồn như con nước đã vơi. Lời nào gian dối để người đã lỡ một giờ, một đêm nào em
giấc đồ lạnh lùng. Kiếp nào yêu người, tình nào mơ dấu chim bay. Còn nhau giữa cơn mê đây khiến hao gầy phủ nét xuân xanh. Một mai em đi gọi gió theo mây về ngàn. Xin tạ lòng người, tình ta hư không thế thôi. Đời vui không mấy, niềm đau đã chín kiếp người. Lòng đâu phụ nhau thêm nữa khi mà không còn có. Một mai em đi, ngày tháng bơ vơ giấc ngờ. Nhớ về tình người, buồn như con nước đã vơ. Lời nào gian dối, để người đã lỡ một giờ. Một đêm nào em bơ ngỡ, buông tay ngậm ngùi xót xa. Đồ lạnh lùng, kiếp nào yêu người, tình nào mơ dấu chim bay. Còn nhau giữa cơn mê đây khiến hao gầy phủ nét xuân xanh. Một mai em đi gọi gió theo mây về ngàn. Xin tạ lòng người, tình ta hứ không thế thôi. Đời vui không mấy, niềm đau đã chín kiếp người. Lòng đâu phụ nhau thêm nữa khi mai không còn có nhau. Đời vui không mấy, niềm đau đã chín kiếp người. Lòng đâu phụ nhau thêm nữa. Dạ, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Tiếp theo xin được phép gửi đến quý vị là một ca khúc của nhạc sĩ Thương Linh. Bài hát được mang tên Ai Khổ Vì Ai. Xin mời quý vị cùng nghe. Hương sắc tình yêu đậm đà. Ngày nay người đành bỏ em canh vắng bơ vơ sầu đau. Người đành bỏ em quên phút ta yêu lần đầu. Trăng nước bạc màu, người đành bỏ người như sương khói sau chuyến tàu. Anh biết không anh, em khổ vì ai, em khóc vì ai. Ngày vui đã tan, nhân tình thế thái, còn lại đông cho tàn. Em muốn kêu
yêu lên cho thấu tận trời cao xanh, rằng tình yêu em sao giống đời đóa phù dung, sớm nở tối tàn, xót thương bông vàng chưa thấm vội lìa ta. Thuở xưa ngày đầu cuộn nhau hai đứa vang câu tình ca, ngày đầu cuộn nhau anh đón đưa em về nhà trăng nước hiền hòa. Ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà. Ngày nay người đành bỏ em canh vắng bơ vơ sầu đắng, người đành bỏ em quên phút ta yêu lần đầu trăng nước bạc màu, người đành bỏ người như sương khói sông chuyến tàu. Cảm ơn ca sĩ Hiển Thục, xin cảm ơn chào vào tay của Vũ từ phía toàn thể các quý vị. Và thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ là một tiểu phẩm tiếp theo trong chương trình. Và trong cuộc sống này đều có những quy luật của riêng nó cho vạn vật, con người và thời gian cũng vậy. Đối với người trẻ, hạnh phúc đó chính là ước vọng, là phấn đấu, là thật nhiều. Còn đối với người già, hạnh phúc đó là bình dị, là giản đơn, là vừa đủ. Thế nhưng không phải lúc nào người trẻ cũng hiểu được cái niềm hạnh phúc của người già. Một mong trong túi có tiền, không vay không mượn, không phiền cháu con. Hai mong ăn bát cơm ngon, đêm về giấc ngủ vẹn tròn canh thâu. Ba mong trai gái rể dâu, gia phong nề nếp hiếu trung hàng đầu. Đó là mong muốn của người già. Nhưng người trẻ thì không bao giờ hiểu được, thưa quý vị. Bởi vì người trẻ chưa bao giờ già nên không hiểu. Và người già thì luôn luôn thông cảm và thấu hiểu hơn cho người trẻ, bởi vì người già đã từng trẻ. Và có một quy luật tất cả chúng ta không ai có thể bước qua được, đó là ai rồi cũng sẽ già. Và bây giờ xin mời các quý vị hãy cùng đến với một tiểu phẩm để hiểu hơn nỗi lòng của những người già, được mang tên Ai rồi cũng sẽ già, với phần trình diễn của các nghệ sĩ Lâm Vĩ Dạ, Hoàng Sơn, Chí Tài và Trường Giang. Tôi không bao giờ tới trễ hết, đừng có gọi hoài mới trễ đó. Cúp cái máy giùm đi, bật cái mình. Cái bóp mới đây đâu rồi? Đó, từ ngày có ông già chồng xuất hiện trong cái nhà này là đồ đạc lúc nào cũng lộn xộn hết trơn hết trời á.
kỳ cục vậy ta? Tôi nhớ là lúc nào tôi cũng dọn dẹp sạch sẽ, mà sao lúc nào cũng nghe cái mùi thum thủm trong cái nhà này là sao vậy trời? À biết rồi, cái mùi này là xuất phát từ đâu biết không? Từ ông già chồng á. Ổng nghĩ làm sao đây là căn hộ cao cấp penthouse mà ổng làm như dưới nhà quê vậy đó, ăn ở mất vệ sinh, hôi hám, bẩn thỉu, khủng khiếp. Vô xịt miếng dầu thơm chứ để người thúi quắc làm sao ra đường. Mệt dễ sợ à. Chọn cho lấy cái bông. Ê, ê. Trời đất ơi, bể cái gì nữa vậy? Dạ con chào ba. Dạ thưa ba, có phải ba vừa làm bể cái gì nữa phải không ba? Bình bông. Dạ sao ngày nào con cũng phải nghe cái tiếng bể đồ hết vậy ba? Bị già tay chân nó yếu rồi, đụng đâu nó đổ đó chứ cũng đâu có muốn. Tại chứ nó lỏng khóng á con. Già mà không ấy nhầm ấy cầm này. Dạ thôi không sao đâu ba, cũng quen rồi. Dạ. Mai dạ. Mốt ba có tiền mà mua khác ba đền cho. Ba nói gì kỳ vậy ba? Ba làm gì có tiền mà đền? Lỡ trúng vé số 9 mấy tỷ sao? Đời đâu biết trước được. 4 rưỡi chưa tới đâu biết ai giàu hơn ai. Dạ. Dạ thôi con mời ba qua đây. Ba ngồi con thưa chuyện với ba. Già cả rồi đi đứng là chậm chạp quá ba ha. Bị hồi trẻ đi nhiều giờ già bớt. À vậy đi mai mốt con mua cái xà lăn đẩy ba đi cho lẹ. Cái đó là bị lì á. À dạ. Dạ ba ngồi con mời ba. Dạ thưa ba, ba có thương vợ chồng con không ba? Thương chứ. Thương mới bán hết đụng đất nhà cửa lên đây ở chung chứ. Dạ. Vậy là ba thương vợ chồng con đúng không ba? Ừ. Vậy bây giờ á, ba giúp vợ chồng con một chuyện này thôi được không ba? Ừ, sao? Là bây giờ mỗi ngày á, ba chỉ cần ba ngủ từ khuya tới sáng, rồi sáng ba dậy ba chỉ cần ba tranh thủ chút xíu thời gian ba ăn sáng rồi ba ngủ tiếp từ sáng cho tới khuya giùm con được không ba? Vậy là ba giúp tụi con rồi đó ba. Cái đó là heo rồi. Ba nói gì lạ vậy? Sao là heo được? Heo nó ăn cám còn ba ăn cơm mà. Không là heo đâu ba. Chỉ cần vậy thôi là ba giúp đỡ tụi con rồi, để tụi con yên tâm để tụi con đi làm kiếm tiền nuôi ba đó ba. Thì ba nghĩ là hai đứa vợ chồng đi làm miết thì ba ở nhà ba phụ được gì phụ chứ cũng đâu có muốn quấy rầy. Dạ thôi bây giờ ba chỉ cần ba đừng đụng vô bất cứ thứ gì trong gia đình này hết. Bởi vì đồ trong nhà này toàn là đồ mắc tiền không à ba. Con nói ít mong ba hiểu nhiều giùm con nha ba. Dạ cảm ơn ba. Ủa đôi giày mới mua của con để đây đâu rồi ta? Ủa đôi giày hả? Dạ đôi giày hiệu con mới mua. Đợi chút, ba vệ sinh. Ủa ba ơi con mới mua mà ba vệ sinh là sao ba? Thì có cái gì mà chống chọi nổi với thời gian. Ủa trời ơi đôi giày hiệu của tôi mới mua mà. Ơi đây đây đây. Đấy. Đây đôi giày con. Không cái đôi giày mới mua của con á chứ đôi này đâu phải. Ba thấy nó dơ quá ba sửa vệ sinh lại cho con. Ờ đúng rồi, đôi giày mới của tôi nè. Ủa sao giờ nó kỳ vậy? Ba mới làm gì với nó vậy? Ba bỏ trong máy giặt. Giày hiệu đó ba. Thì ba nghĩ quần jean giặt nó sạch thì giày bỏ vô giặt rồi cũng sạch. Mà sao nó chấp hết da? À chắc hồi nãy bỏ thuốc tẩy. Trời ơi, giày da mà bỏ thuốc tẩy đem quăng vô máy giặt luôn. Dạ ba, giày này sao mang đó ba? Giày này phải luyện chứ mang gì được nữa mà mang hả ba? Trời ơi ăn hại không mà trời. Trời ơi là trời. Vợ ơi là vợ. Trời ơi khổ quá. Em à, em ủi đồ kiểu gì mà trái áo anh nó tơm cậu vậy? Vì sao mặc
Ba, phải ba làm không? Con nói rồi, trong nhà này ba không cần làm gì hết. Tự nhiên ủi đồ chi cho trái cái áo của con vậy? Thì thấy hai vợ chồng bay bận quá, tao phụ được gì tao phụ. Thì tao thấy cái áo nó không được thẳng này, tao cắm ăn ủi, tao để vô tao ủi, tao đang ủi thì tao sực nhớ ra cái bộ chén mày mua ở bên Pháp đó. Ừ. Nó dơ quá mạng nhợ này, tao mới đem ra sàn nước tao rửa xong tao tính đem vô thì tao đi ngang cái tủ. Xong tao thấy cái gì đó, cái bình thủy tinh mua bên Ý nó dơ. Ủa, thế cái chuyện nó đâu có dính dáng từ cái áo của con? Thì xong mới cầm cái bình ra. Tay cầm bình, tay cầm ơi, điện. Bà cầm bình ra. Bà làm bể cái bình của con là phải không? Chưa tới lúc đó mà sao mày hấp tắp tao dắp thì cái bình nó rớt xuống, tao sợ bể. Hai tay tao thò, tao chụp cái bình liền, đâu có sao. Bể đóng chén. Trời ơi. Ôi bà ơi, bà biết cái đóng chén nó bao nhiêu tiền không vậy? 6 cái, chừng nhiều lắm 100 ngàn chứ nhiêu. Trời ơi, một cái 5 ngàn đô. 6 cái là 30. Ôi chú sao nhiều quá vậy? Thì sao tao cũng sợ, tao tiếc tiền, tao thấy rớt rồi, tao nói sợ chết mẹ tôi rồi. Ủa cái bình bể luôn. Tao biết cái bình nó bao nhiêu tiền không vậy? Bao nhiêu tiền? 10 ngàn đô. Lỗi của con, mua bình 3-4 ngàn đồng thôi. Mua gì 10 ngàn đô để tao làm bể? Trời, trong một buổi sáng tôi đã phí phạm 40 ngàn đô la Mỹ. Ủa mà con thấy ba cái chuyện đâu có dính dáng từ cái áo con đâu? Thì nó bể, tao chở mấy đứa con đi đạp, nó phong đòn gánh thì ba mới lấy đồ ba hốt. Ba hốt chừng 10 phút, đó là thời gian nó thiêu hủy cái áo này. Cha cha! Cái gì hả? Cái tủ lạnh. Cái tủ lạnh cháy luôn rồi hả? Không phải, hồi nãy cái bà bàn ủi nó nóng quá, ba chở nó hư, ba bỏ trong ngăn đá. Trời ơi! Trời ơi, rồi không biết đá có tan không? Trời ơi, tôi đã nói là đầu óc ba anh không có được bình thường, mà sao anh phải bắt tôi ở chung với ba anh vậy? Hả? Em à, em phải thông cảm chứ. Thông cảm cái gì? Ba anh rất là thương má anh, cho nên từ khi má anh qua đời, ba anh bị tổn thương, hiểu không? Bị mất mát lớn quá cho nên ba anh mới sanh ra lẩm cẩm như vậy. Ai già không vậy? Chứ nhiều cái không được lắm. Trời ơi, cái gì nữa vậy? Quỷ rùi trâu nó đậu ở chỗ khó. Giờ mà đập con rùi là cái thằng cái bên nó đập vô mặt. Ê mày bay chỗ khác được không mày? À nó bay rồi. Chút xíu nó phù mỏ. Ai? Đứng im. Đứng im. Sao tự nhiên mà đánh con vậy? Con rùi, con rùi. Con rùi gì? Cái này là một rùi. Tao nói thằng rùi trâu đậu trên nó một rùi. Trâu gì? Ê! Im! Nó đậu rồi con ơi. Khoan khoan ba. Ba đừng nói là ba lấy cái này ba đập vô mặt con nha ba. Không. Đập hai phát rồi. Cái này hết hiệu quả rồi. Để ba lấy cái khác. Cái gì vậy ba? Cái xẻng. Trời ơi. Trời ơi. Anh thấy chưa, anh thấy chưa? Bây giờ ba anh đòi lấy cái xẻng đập vô cái bản mặt tôi nè. Làm sao tôi chịu nổi? Đưa ông vô gì những lão đi. Nè, đây là ba của tôi nha. Chứ ổng mà là ba tôi đưa ổng đi lâu lắm rồi. Nhưng mà cô là vợ tôi. Rồi là sao? Là con dâu đó. Rồi làm sao? Tôi hỏi cô, ở cái nhà này ai là người trụ cột? Tôi. Anh nhắc em nhớ thôi. Trong nhà này ai nói ai nghe? Tôi nói, anh phải nghe. Chỉ nhớ tốt. Nhưng mà chồng là chồng, vợ là vợ. Cái chuyện mà ba có ở với vợ chồng mình hay không á là do tôi quyết định. Bây giờ nghe tôi quyết định nè.
làm sao? Tùy em. Mai mốt em muốn làm cái gì em cứ làm đi, đừng hỏi ý kiến tôi. Mà nếu tôi có ý kiến em cứ bác ra. Hiểu chưa? Kèo trên là kèo trên, kèo dưới là kèo dưới. Khỏi cần làm. Tôi nói rồi đó, bữa giờ tôi bực mình cái chuyện tôi bị mất đồ lắm rồi đó. Cả tuần nay kiếm không ra, chỉ có ba anh thôi chứ không có ai hết trơn á. Nè, em đừng có ăn nói hồ đồ vậy nha. Hồ đồ cái gì? Anh bảo đảm là ba anh không bao giờ làm mấy cái chuyện đó. Ba anh bị thần kinh đó, cái gì mà ông không dám làm. Nè, em không được nói vậy nha. Nói vậy rồi sao? Em nghe nói nè, ha. Em phải nghe nói, chồng là chồng, vợ là vợ, hiểu chưa? Ây, thằng, ai đẻ mà sợ vợ dưới trời. Ôi, mấy đứa bây giờ, lớp trẻ bây giờ nó chống nông quá. Phóng phán, open cuộc sống ra, thấy không? Thoải mái lên. Còn bà không đó, bà đẻ nó chứ ai đẻ. À, chết sớm chi bà. Nói rồi, để từ từ xuống dưới tôi đi trước, tôi sắp xếp đội hình ở dưới cho. Xuống có quen ai đâu rồi có chỗ ở không? Ừ. Bà chết không ai nấu mấy cái món đỉnh á, thèm gần chết. Ok, cuộc sống bà ha. Ờ à, biết rồi. Ừ, chắc cũng sắp xuống rồi, yên tâm đi. Chứ ở đây cũng buồn quá. Đây. À. Ơi, nói chung là cuộc sống bây giờ. Đi đâu ạ? À? Đi đâu ạ? À? Hỏi ai vậy má? Ê, vậy là hỏi ai vậy ông? Hỏi ông nhà ai? Sao thấy tôi hay vậy? Có kính chiếu hậu nè. Trời, trói quá. Đừng có rội. Vô đây, vô đây. Ở nhà mình rội kiến vậy hả? Vô đâu? Phải không? Ừ? Nó thay đổi giới tính rồi đó. Cha tào lao. Tự nhiên lấy kiến rồi tôi nghi. Mặc áo bông bông mới nghi nè chứ. À, má đi Thái Lan giải phẫu hả? Ủa gì nó bị nó bạ không? Nè, qua đây, qua rủ ông quýnh cờ cho vui. Thôi chào cha thua hoài, rủ hoài. Thua thua chứ đợt này không có thua nè. Gì? Ở nhà nãy tôi vô tôi nghe nói lầu bầu lèm bèm mình nói chuyện với bà phải không? Ừ, nói chuyện với bà ở nhà có hai người hả? Nè, tôi nói nghe, mình còn sống mà nói chuyện với mấy người âm vậy. Bữa nào người ta vui vui người ta bắt theo luôn á. Thì đó, bắt tôi theo thế nào tôi kéo ông à. Để chuyện gì cho ông? Xuống cho nó đủ tay quýnh cờ tướng. Thôi, xuống rủ ai được chứ rủ tôi theo. Sao không có bông gì hết nè, đáng lý phải bông nha. Nói phải chân cúng rồi kêu đàng hoàng nha ông nội. Bể ơi. Không có, bể hả? Tại chân yếu vợ đụng cái bể, đụng cái bể. Bởi chị tôi nói anh mà, bao giờ. Thôi thôi, đàng hoàng với bả nghe. Chứ không được đàng hoàng bả là tôi không chịu đâu á, tôi nói cho ông làm gì ông chịu, vợ tôi vợ ông hả? Vợ ông nhưng mà hồi xưa cũng là bồ tôi. Chứ hồi xưa hai mình so kè không? Bồ ông, tôi vậy tại sao đi lấy tôi mà không lấy ông? Ông xấu quắc, tôi nói thiệt ông ơi. Xấu quắc mà tại sao lấy tôi mà không lấy ông? Ông không có cái gì hết, chẳng qua nè. Bởi vì tôi tức tại sao mà đến bây giờ nè, tôi tức bây giờ bà không hiểu sao mà bà lấy ông. Bà làm nghề gì? Bà làm nghề thợ uống tóc. Lấy ông về rồi uống cái gì? Tao không có uống tóc đặt sầu sầu. Không có thợ uống tóc rồi mà lấy về kẹp da đầu hết trơn. Thôi, không có nói nhiều nữa. Cảm ơn là Phước nè, lại đây nè, ngồi quánh cờ với tôi đi. Nghe không? Còn chuyện bả con chỗ qua đi. Đi, chơi cờ đi. Hôm nay cho tôi thắng nha. Sao vậy? Thắng là phải cho tôi, ý không phải xin nhưng mà thắng phải cho tôi cái vụ kia nhiều xíu nha. Mỗi lần ông chia tôi ít quá, không có đã không ơi. Gì chứ? Còn nó biết rồi, tàn nhà đá cửa đó. Tôi lén lút không đầy. Ủa, vậy hả? Nó nghi nghi, nó nghi nghi giờ. Nghi hả? Nghi giờ. Thôi rồi cố gắng đi. Nhưng mà kỳ này, hàng mới. Ôi, đã lắm không? Đã không? Nó vàng mà nó sáng lấp lánh. Trời ơi, nó lấp lánh luôn. Mở ra một cái rồi mắt chó luôn. Cậu nói tôi muốn thèm nghe tôi uống luôn. Đã lắm. Ừ, đã phải không? Đợt này cho tôi nhiều nhiều chút nha. Bớt cái lòng tham lại nghe chưa? Lòng tham là mờ mắt. Thì đúng rồi, nhưng mà thôi tôi xin vậy nha. Bữa nay là tính sao? Ờ, quýnh cờ đi. Rồi, giờ ông chọn bên nào, bên xanh hay bên đỏ? Chà, ngồi dơ ghế, giấu chân giấu tay tùm lum về tụi nó chửi nữa. Khó gì trời ơi. Xuống dưới ngồi. Thì dơ thì mình dơ chỗ nào mình chùi chỗ đó nè. Ê! Sao ông dơ mà ông dơ lầy vậy? Sao?
Không đạp ghế chứ. À quên, thôi để chùi lại coi. Mẹ nói nó miếng vằn đây. Ừ. Lao không? Ừ. Hàng gì đó cứ lao xong đội lên hàng gì không có miếng tóc. Nó ngồi chứ. Cái gì vậy? Cái nhà này công nhận vui thiệt. Ê mà ông Khải công nhận không? Gì? Không có tôi chắc buồn lắm đâu. Hả? Có tôi qua đây chơi ông Dương để buồn á không? Ừ. Con ông nó bỏ đi hoài. Rồi bây giờ chơi nè. Nhớ nha, tôi thắng là ông phải cho tôi nhiều hơn bữa. Quýnh dở đòi thắng, quýnh thua hoài. Thôi hôm nay không có, không có dở đâu, bây giờ ai đi trước? Chấp ông đi trước á. Ông chấp tôi đi trước hả? Đi đi. Trời, dễ thôi. Vô pháo. Sao bây giờ quýnh cờ tướng mà còn đi lối mòn? Lối mòn gì? Nước bài... đầu mà đi còn vô pháo, nó xưa như trái đất. Không không có, ban đầu ai vậy là vô pháo đâu. Bây giờ mình đánh cái nước nào mà mình đánh một cái là đối phương hoang mang, dẫn đến những quyết định sai lầm. Ồ vậy hả? Rồi bây giờ nè, tôi pháo đầu rồi đó. Ông đi sao tôi hoang mang á? Lên tướng. Tăng. Hoang mang liền. Mình phải có những cái sáng tạo, đừng có cổ điển mà đừng có xưa cũ nữa. Rồi thôi được rồi, dẫn quyết định sai lầm. Giờ lên tướng đúng không? Lối mòn nè, lên tượng đúng không? Ra tượng rồi lên tướng, đúng rồi. Lại lối mòn, nhìn nè. Sao? Xuống tướng. Trời ơi, thưởng sách luôn ta. Phải có những cái điều đó nè, tôi chỉ luôn cho nè. Có phải là nên là bây giờ qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Qua đây, qua đây. Nè, nếu mà tôi... Ui da. Cái gì vậy? Nhà sao miễn chai không vậy ông nội? Nếu như mà tôi á, mà là ông á, là sẽ lên đây. Hiểu chưa? Khi đó thì cái nước bên đây cờ người ta bắt buộc phải lên con này. Đúng rồi, đúng rồi. Hiểu không? Thì mình sẽ lên đây. Bắt đầu tấn công. Thì bên đây người ta bắt đầu lên đây. Ừ. Thì gọi là đẩy con này lên. Con này đẩy này lên. Đẩy qua đây. Đúng không? Trời ơi. Quay 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 quay. Đó. Đúng chưa? Đúng chưa? Ừ. À, tôi chiếu ông rồi. Chết mẹ sao bí rồi. Bí rồi. À, thua thua. Ủa, sao đâu thì mình xây lợi. Ông chơi cha người ta. Già chưa dung đích chẳng gian hả? Ủa thôi tôi tự xây lại hả? Không thôi được, làm cho tôi thôi được. Không thua giờ làm gì ông coi, ông làm được cái gì ông làm. Để tôi suy nghĩ. Suy nghĩ gì? Ờ. Suy nghĩ tới mai luôn. Không ai mà quýnh cờ mà tự nhiên suy nghĩ. À. Sao? Sao? Ôi ơi, thua thì thua đi. Nghiên cứu hả? Ngồi nghiên cứu đi ạ. Ông ngu như kiến luôn, chưa nghiên cứu được. Thua rồi đúng không? Đó, tôi nói rồi, tại anh tài lanh tài khôn, cờ ai nấy đi, tự nhiên lấy đi làm chi, giờ thua, thấy không? Đó, thì thua giờ sao? Vô lấy cái đó cho tôi nhiều nhiều chút nha. À. Má em ngủ rồi. Ai vậy? Ai làm giật mình? Giăng cờ tùm lum. Thôi, coi như què đi. Anh cũng tìm cách trời lùm tùm lum bây giờ sao mà chép cờ lại được. Quỷ già này ghê thiệt á trời. Con chả nói chả lãnh. Cái cờ mình thấy tùm tùm chép tùm lum mà giờ sao biết là mà chép lại nước nào mà đi. Con chả nói chả lãnh chả xàm mà chả khôn hơn ông nội người ta nữa. Trời ơi, thua cái vô sờ chơi mà đặt đầu ngồi ngủ phá cờ hả? Nó giật mình nó đụng mấy cái tùm lum giật. Bởi vậy lại con ông nói ông á, cũng vậy cũng vừa. Nói gì? Con tôi nói gì? Nó nói ông là cái người là xàm xí. Thôi. Đủ thứ chuyện. Đừng có chi gia đình mình ra gia đình người ta ông ơi. Ủa tôi làm gì mắc mớ? Con ông nó bắt ông đi làm chuốt. Đi làm cái gì? Chơi đạo. Trời ơi ông. Nè, con tôi nó giàu có thấy không? Nó cho tôi đi không phải là đi làm. Đi du lịch. Tháng nào cũng như này, Vũng Tàu, Đà Lạt, Nha Trang. Sắp tới nó cho ra Đà Nẵng chơi. Nó kêu lên Bà Nà chơi trên đó nữa kìa. Bà Nà là bà nội trên hả? Bà nội ông cũng chứ bà nội ai trên đó. Đi người ta đi international. Là sao? Nước ngoài. Tôi nè, đi Pháp, đi Anh, đi đồ chơi nè. Tôi đi tất cả là chờ ngày đi Đức thôi. Ông chắc đi Đức trước quá chứ không Pháp mà Anh gì đâu. Thảo. Nè, ông nói ông đi Pháp rồi đúng không? Cái gì bây nữa? Giờ tôi hỏi ông nè. Cái gì? Ở Pháp á, có cái biểu tượng nào ông nói là ta biết liền. Ông biết không? Ông biết không? Cha là sao chả làm như một mình chả ở đấy giếng hay làm ai ở đấy giếng. Bên Pháp là nó có cái nổi tiếng là tháp Eiffel. Trời, tôi ăn bún mắm tai heo dưới đó hoài.
Không có khó cái phim mà đúng, ông bán theo là tầm bậy á. Xạo á. Kế bên dòng trong trên. Đúng. Chỗ bán đúng. Chỗ bán ốc hút đó. Cái gì? Chỗ bán ốc hút xào xả ớt. Sao lâu lâu ông nói đúng cái ông sọt là bậy cái hả? Qua bên Anh coi đá banh mới giữ. Không. Bên Pháp còn gì nữa ông kể tôi nghe nữa. Còn hả? Cái còn chỗ nào đặc điểm nữa không? Bên Pháp hả? Ờ, dòng sông Sen nè. Cái chỗ mà cái chòm sông Sen mới thấy Eiffel chạy tới xíu là cái chỗ mà có cái cổng vậy nè. Ừ, đó. Chạy xe chạy qua chạy lại. Cái đó là gọi là chè Hội Môn. Tao bậy mà. Cái đó người ta gọi là Bà La Môn. Ê phải à, Hải Hoàng Môn. Đúng không? Ờ, Hải Hoàng Môn. Hải Hoàng Môn. Hải Hoàng Môn. Đây. Đi qua bên Anh là đúng không? Trời, qua bên Anh giống như là nó đá banh giống như là ăn cơm bữa vậy. Đúng rồi, tôi mê đá banh lắm. Tôi coi trận derby là hai đứa đá nhau á. Ông qua bên ông coi trận nào ông nói tôi nghe coi. Manchester đá với United. Hay lắm, đá hay lắm. Manchester đá với United hả? Đá hay lắm. Ồ, hay ha, hay. Ghi bàn đá. Ai ghi bàn? Sạc lô. Sạc lô ông diễn hài mà. Diễn hài là thằng Hoàng Sơn. Bậy bạ, nó bậy bạ không à. Còn có trận nào nữa không? Xong rồi về đây. Về đây coi. Về đây coi giao hữu. Giao hữu trận nào? Pháp đá với lại SHB Đà Nẵng. Pháp đá với ai? SHB Đà Nẵng. Đá với SHB Đà Nẵng. Có bàn thắng luôn. Ai ghi bàn? Một bàn thắng duy nhất Lê Quỳnh Đức ghi. Ôi ơi, Lê Quỳnh Đức ghi bàn vào. Ai thắng? Cuối cùng Pháp thắng. Trời. Thiệt mà. Hay lắm, trận hay lắm. Không. Con ông nói giờ tôi mới tin thiệt á. Cái gì? Nó đôi lúc đầu óc đâu ông đâu đâu á, giống như người ở trên nhập chà xuống. Nói gì? Tôi tỉnh táo. Tỉnh táo gì? Thôi bỏ cái chuyện nè. Dạ. Giờ vô vấn đề chính đi, không có ai nè. Vô lấy cái đó ra đi. Hả? Lấy cái đó ra đi. Thôi, mất công em đi ăn nhậu rồi ông vui miệng, ông kể tùm lum chết tôi. Thôi, tôi không vui miệng đâu, tôi hứa ông tôi buồn miệng, tôi không kể đâu. Buồn miệng không có vui. Hứa không? Hứa. Vô lấy nha. Chắc nha. Ừ. Tan nhà nát cửa không phải chơi. Không. Đi. Ghê vậy. Khoan. Hả? Gì? Cái vụ mà tôi nói Pháp đá với SHB Đà Nẵng là sao? Tin không? Chắc tin không? Chắc ha. À, không tin. Không tin không đi. À, đi tin. Tin không? Tin. Tôi nói chơi. Nói chơi à? Đi. Ờ. Ê, đi, đâu đi? Trời ơi, ông làm tôi rối. Đi qua đi. Đi qua đi. Mất phương hướng luôn. Đi đâu? Ở đâu? Đi nè. Ở đâu? Nó nằm hướng này. Đi. Đi. Tôi đi làm sao nha. Có gì nín nha, đừng có. Ây chà. Gì vậy? Gì vậy? Thôi chuyển đi, tôi đi trên cho. Ừ, đi bên đây đi. Đi sao? Ừ, rồi. Đi sao mà ngược gió tôi chịu không nổi. Ây chà. Cái gì vậy? Ấy ông vô toilet đi rồi ra lấy ha. Tới rồi. Tới rồi. Chứ sao làm hoài vậy? Tới rồi. Trời ơi, sao cất kỹ quá vậy? Trời ơi, mấy cái này phải kỹ chứ. Nó phải giận chơi được. Sao vậy? Còn nó biết là tan nhà nát cửa. Thôi đi ngang cho chắc ăn. Rồi, không có ai. Lấy ra coi này. Trời, đã lắm. Đã, tôi thấy tù khoái rồi. Đây, lực này cho nhiều xíu nha. Chứ cho ít là không được đâu nha. Bớt tham lại đi ông ơi. Ủa, người chứ nhiều quá. Ê, tham có già mà tham quá. Tham gì? Già mà bớt tham lại. Mỗi lần như vậy nó khó khăn rồi. Làm lần cho nó đáng. Bắt quả tang rồi nha. Anh nhìn kỹ chưa? Ba anh đó còn binh vực được nữa không? Em bình tĩnh đi. Để anh qua anh hỏi cho đàng hoàng. Giấu nó thấy. Dạ thưa ba. Con mời ba bước qua đây để con thưa chuyện. Vui miệng hồi nào mà nó biết vậy? Tôi có nói hay đâu. Nãy giờ tôi ở đây mà. Quay đi. Đi.
Thôi đi. Hai người chơi BD hồi nào vậy? Ông không à? Ê, đi đàng hoàng chứ, nghĩ ông đã thấy đó. Đi đàng hoàng nó thấy. Ê, đi đàng hoàng là phải đưa ra gì nè, nó thấy sao? Nó thấy mẹ rồi. Bà, ở trong nhà này á, ba cần cái gì ba cứ nói, con lo cho ba được hết mà. Tại sao ba làm mấy cái chuyện này để cho con khó ăn khó nói với lại vợ con vậy? Thì ba nghĩ là không có gì. Hiểu. Chú đính chính con cái này, ba con không có lỗi gì, cái này là do chú. Chú kêu ba con. Không phải đâu, cái này là do ba chịu không nổi. Mà ba biết ổng cũng ham muốn, nhận cũng tham lam dữ, cho nên ba ấy. Mà ba nghĩ cái này cũng có đáng gì đâu, nó cũng có bao nhiêu đâu, nó cũng là gì đâu con. Ba anh hay quá ha. Bây giờ nuôi một mình ba anh còn chưa đủ. Ba anh rủ bà con hàng xóm tới lập băng đảng để dơ vét hết của cải nhà này mà. Trời ơi, băng đảng gì mà già gì, vô ta chém cho chết thì băng đảng gì. Rồi con điên nói bậy nó bạ không. Im, mấy người cùng nói nhé. Mà ta, bà nghĩ cho nó cũng không có gì đâu con. Không... Sao không có gì được, mồ hôi nước mắt của người ta mà sao không có được. Thôi nhưng mình bỏ qua chuyện. Cái gì, buông ra coi. Mình bỏ qua chuyện này đi. Nè con, nhẹ con. Ba tưởng ba giấu trong cái hũ này là tôi không biết của tôi hả? Nhìn kỹ đi, ba của anh đó, 5 cây vàng của tôi trong này nè, nhìn kỹ. Ê, đi. Cái gì vậy? Mắm thôi, vàng bạc gì đâu hả? Đừng con, giờ lắm, nó hôi, vợ mày không thích đâu. Alo. Alo, chị Thảo hả chị Thảo? À, tôi đây, có gì không? À, chị có đặt cọc 5 cây vàng để mua một miếng đất hả chị Thảo? Ủa? Một tuần nay rồi. Ủa, 5 cây vàng của tôi đặt cọc cho anh đó hả? Dạ đúng rồi, một tuần rồi chị chưa quay lại cho nên là chị mất cọc nha chị. Thôi nha chị. Anh ơi, anh ơi. Chuyện gì đó? Chuyện gì? Nói tôi nghe coi. Chuyện gì? Em cái gì? Dạ anh, 5 cây vàng em đặt cọc mua đất. Rồi sao? Em quên cho nên là mất rồi. Bà ơi, thèm miếng mắm, giấu nó ăn, mà bây giờ nó biết, rồi nó đập. Bây giờ dơ nhà dơ cửa. Sao thấy có lỗi với mấy đứa con quá bà ơi. Dạ anh ơi, tới giờ đưa bác đi rồi anh. Anh phụ giùm em tay nha anh. Cô lại, đưa ai? Đưa ai đi đâu? Hả? À, dạ chị nhà chưa có nói gì cho anh biết hết hả? Cái gì? Bà. Dạ. Bà tính đưa ba tôi đi đâu vậy? Em tính... Đi đâu? Dạ. Tôi hỏi bà đưa đi đâu? Đưa ba vô viện dưỡng lão. Vô trong đó ở nhiều khi có mấy ông già khác bầu bạn, chắc nó cũng vui. Ba thấy ba ở đây ba làm phiền mấy con quá. Dạ, không làm được gì nhiều cho mấy con. Ba cũng thích đi lâu rồi, mà lỡ hứa với má con là ở với tụi bay cho tới lúc chết. Mà đâu có sao đâu,
chào. Hiếu, Hiếu ơi. Dạ. Ba chỉ xin con một điều thôi. Ba muốn gì ba cứ nói. Ba muốn cái gì con cũng chiều ba hết á. Ba xin con. Cho ba mang má con theo. Chính ơi, ông Chính ơi, ông Chính ơi, tại lẹ để không kịp Chính ơi, lẹ đi để không kịp. Nhà ở đây đi đâu? Lẹ đi để không kịp đó nha, trễ rồi. Lẹ vô coi Manchester đã với United. Thôi, xàm gì nữa tôi không đưa đi đâu. Bây giờ nó ông nói người ta mới tư được, còn cái vụ mà Pháp có đá nữa không? Không, tôi chỉ lo là trận này Lê Quỳnh Đức nó không ra chân. Ở đây, đây, đây. Ôi sạp quá. Bây giờ nè, đi đâu được, vô gom đồ quần áo của anh rồi đi. Ôi gom đồ gì đâu gom. Ôi đi đi, mua đồ mới. Nhà mình giàu mà. Mua đồ mới hả? Nhà mình giàu. Nhà giàu hả? Giàu mà không còn hũ mắm ăn mà giàu. Ba. Đi nha, vô trong nhớ rồi đó banh nha. Ba. Ba ơi. Anh ơi. Anh cũng đừng có nhìn em như vậy chứ. Thật nhiều khi thật ra là tại vì em lớn tuổi quá cho nên em quên trước quên sau thôi. Chứ em cũng đâu có ý gì với ba anh đâu. Anh cũng không trách gì em hết. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều. Ai rồi cũng sẽ già. Rồi cũng sẽ tới lúc vợ chồng mình làm phiền con cái. Em không muốn bị con mình bỏ rơi mình giống như cách mình bỏ rơi ba mình hôm nay chứ. Các nghệ sĩ Gia Linh, Hoàng Sơn, Trường Giang, Chí Tài và Lâm Vĩ Dạ. Một tràng vỗ tay nữa cho những nụ cười mà các nghệ sĩ đã dành tặng các quý vị. Xin cảm ơn các nghệ sĩ. Thưa quý vị, đối với những người con thì chỉ có lòng yêu thương và sự hiếu thảo mới có thể giúp chúng ta đủ kiên trì để thấu hiểu tấm lòng cũng như tâm can của cha mẹ và người thân. Và nếu như các quý vị ngồi đây sẽ đến lúc hoặc đã từng gặp những cái hoàn cảnh nó khó khăn, nó hơi khó chịu một chút bởi những người thân, những người già của mình trong gia đình, thì các quý vị hãy chỉ nghĩ và nhớ tới một điều thôi. Chúng ta đối xử với cha mẹ thế nào thì sau này con cái chúng ta sẽ đối xử với chúng ta như vậy. Vì cuộc đời này có nhân quả. Và ai rồi cũng sẽ già. Đó là điều không thể tránh khỏi. Thưa quý vị, con người sẽ già, thời gian vẫn cứ trôi qua. Nhưng anh em nghệ sĩ chúng tôi thì lại có một cái câu nói thế này: già răng, già tóc, già râu, nhưng mà cái đấy còn lâu mới già. Cái đấy ở đây là cái gì ạ?
rất nhiều người lại nghĩ cái đấy là cái khác. Còn chúng tôi, cái đấy của những người nghệ sĩ đó chính là tâm hồn, tài năng và sự đam mê. Chúng tôi sẽ không bao giờ già đi nếu còn nhận được sự yêu thương từ phía các quý vị khán giả. Và ngay bây giờ sẽ là một minh chứng cho những lời tôi nói bởi sự xuất hiện của một nam ca sĩ người đã hơn 20 năm ca hát nhưng ngọn lửa thì vẫn cháy hừng hực. Và mỗi lần anh xuất hiện ở sân khấu, đó là minh chứng cho tài năng, đẳng cấp, sự tỏa sáng lấp lánh như những viên kim cương. Và bây giờ hãy cùng dành những tràng pháo tay để chào đón giọng ca của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Người xa đi để dấu lên trăng, nhường vàng để chân chết trên đồi vắng. Lệ chia ly mình còn thắm đôi vai gầy, ta từ mà nụ hôn mà đôi môi vẫn còn chưa dứt. Người yêu hỡi, mình đã cùng chung tình xuyên xa rồi, ta hơn trách nhau chỉ cho lòng nghẹn ngào chút xót. Thôi mình xóa cho nhau niềm đau cơn hận, đời còn mình anh thôi. Đâu lấp cho sau khi em qua cầu, làm hành trang ta tiến nhau. Biết rằng đời sẽ quên mau hay coi như mình chẳng hề quên nhau. Nàng xa đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, để lại lòng ta chết trên khu trời nhìn vắng. Sau đơn côi nhưng còn thắm đôi vai gầy, ta từ mà nụ hôn ta đôi côi vẫn còn chưa dứt. Người yêu hỡi, mình đã không chung tình xuyên xa rồi, ta ở trách nhau chỉ cho lòng nghẹn ngào chút xót. Thôi mình xóa cho nhau niềm đau cơn hận, đời còn mình anh thôi. Mỗi tình đầu lấp trôi sau khi em qua cầu, làm hành trang ta tiến nhau. Biết rằng đời sẽ quên mau hay coi như mình chẳng hề quên nhau. Hey! Come on! Hey! Nàng xa đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, để lại lòng ta chết chết khu trời đi vắng. Sau đơn côi mình còn thắm đôi vai gầy, ta từ mà nụ hôn đôi côi vẫn còn chưa dứt. Người yêu hỡi, mình đã cùng chung tình xuyên xa rồi, ta hơn trách nhau chỉ cho lòng nghẹn ngào chút xót. Thôi mình xóa cho nhau niềm đau cơn hận, đời còn mình anh thôi. Đâu lấp cho sau khi em qua cầu, làm hành trang ta tiến nhau. Biết rằng đời sẽ quên mau hay coi như mình chẳng hề quên nhau. Mỗi tình đầu lấp cho sau khi em qua cầu, làm hành trang ta tiến nhau. Biết rằng đời sẽ quên mau hay coi như mình chẳng hề quên nhau.
trời đang mưa. Em ơi có phải trời đã sang đông? Mùa đông xa băng anh đang chờ. Mùa đông ai ân anh đang tìm. Tìm màu áo cưới cho em. Ô hai mắt mình lại buồn hay sao? Khi anh đã nguyện một đời yêu em. Dù cho nét môi kia phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù năm tháng phôi pha, ta quen biết nhau khi tàn xuân, ta yêu thiết tha khi hè sang. Và khi thu đến anh gom ánh sao cho đêm đêm kết thành vương miện, để mùa đông đám cưới đôi mình. Em ơi xích lại thật gần bên anh, cho em nở một nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thanh bình, mình không lẻ loi không ô sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Quý vị đang nghe ca khúc Chờ Đông. Khi tàn xuân, ta yêu thiết tha khi hè sang. Và khi thu đến anh gom ánh sao cho đêm đêm kết thành vương miện, để mùa đông đám cưới đôi mình. Em ơi xích lại thật gần bên anh, cho em nở một nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thanh bình, mình không lẻ loi không ô sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Từ đây những đêm trăng thanh bình, mình không lẻ loi không ô sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Bài hát tiếp theo. Vâng, một ca khúc nữa mời quý vị lắng nghe. Bài hát rất sôi động, một phần nhỏ trong cái live show kỷ niệm 20 năm ca hát của Hưng vừa qua tại Sài Gòn cũng như Hà Nội, là cái show mang tên là Diamond Show. Ca khúc mang tên Đừng Lừa Dối. Anh yêu em yêu thật chân tình, cớ vì sao em lừa dối? Ánh mắt xa xăm luôn mơ về chốn nào, thế mà sao em còn vu vơ hoài? Có chối cũng thế, có nói cũng thôi, tôi không yêu nữa, loanh quanh làm chi em ơi? Em về đi, tôi giờ cũng còn chi. Trong khi anh sờ đây, bây giờ vụt bay. Anh đi xưa đã chết, đã hết rồi tình yêu. Em về đi, không buồn không giận đâu. Không yêu nhau thì thôi, chia tay người ơi. Khi yêu đừng nên dối trá, trở nên vu vơ. Đã biết anh yêu em yêu thật chân tình, cớ vì sao em lừa dối? Ánh mắt xa xăm mơ mơ về chốn nào, thế mà sao
em còn vu vơ hoài. Có chớ cũng thế, có nói cũng thôi, tôi không yêu nữa, loanh quanh làm chi em hơi. Em về đi, thôi rồi không còn chi, trong tim anh giờ đây bây giờ vụt bay, ngày xưa đã chết, đã hết sự tình yêu. Em về đi, thôi rồi không giận đâu, không yêu nhau thì thôi, chia tay người ơi, khi yêu đừng nên dối trá, trở nên vu vơ. Em sẽ sự khiêu vũ trong vòng tay mới say đắm đuối. Nụ hôn ta trao ngây ngất trong một đêm ngọt ngào tuyệt vời. Là yêu thương trao em đó cho tình ta đam mê bốc cháy. Và anh yêu em hơn thế ôi ngất ngơ. Có đất sống được mê lao, mê lao mê lao mê lao. Có đất sống được mê lao, mê lao mê lao. Có đất sống được mê lao, mê lao mê lao mê lao. Có đất sống được mê lao. Coração de melão, coração de melão, coração de melão, coração de melão. Chiếc khiêu vũ trong vòng tay mê say đắm đuối. Nụ hôn thật sao ngây ngất trong một đêm ngọt ngào tuyệt vời. Lời yêu thương trao em đó cho tình ta đam mê bốc cháy. Và anh yêu em hơn thế ôi ngất ngơ. Cô đã sống được mê lao, mê lao mê lao mê lao. Cô đã sống được mê lao, mê lao mê lao. Cô đã sống được mê lao, mê lao mê lao mê lao. Coração do melão, 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 coração do melão. Đàm Vĩnh Hưng, đứng lại, đứng lại đi. Bà ra đi bà. Đứng lại, đứng lại đi. Ông bà, cô ơi cô, Hưng hãy ra đây cô. Cái gì cô? Ta là bà Nguyệt, còn ta là bà gì? Lộn. Ta là ông Tơ. Tính nói bà Tơ đúng không? Tính lộn. Thôi, hôm nay hai vợ chồng ta ra đây. Trước tiên là lâu quá không gặp con, rồi sau đó là xin lỗi con. Mình có gặp không Tơ? Mình có gặp cách đây 3 năm. Đợt mày qua miếu tao mày xin mày với Mỹ Tâm mà tao không cho đó. Dạo này còn yêu Mỹ Tâm không? Nói thiệt nha. Nói để đứa biết. Nào nói láo lùng hơn đó. Nói biết để tính. Tao thấy nhiều lần quá rồi, thôi chắc thôi quá. Trời ơi, Tâm dễ thương chết bỏ vô. Nhưng mà không được, phí. Tao nói từ đầu mày không nghe lời tao. Tao nói tình đơn phương rồi sẽ chết dần theo năm tháng đó. Thấy không? Cứ cãi. Hồi đó lấy con Hiền Thục là vừa ngon rồi. Hiền Thục đâu có chịu đâu. Sao số mày bị xua đuổi hoài vậy? Thì bà ơi. Cái con hay bị cái kiểu mà con yêu cái người ta mà tao không yêu mình lắm. Hơn con đừng có buồn. Bây giờ bỏ Mỹ Tâm đi, giới thiệu đứa khác cho dễ thương lắm. Showbiz ai cũng thương đứa này chứ. Showbiz nữa ha, thôi đừng có showbiz đi bà ơi. Không, đàng hoàng lắm. Nết na lắm, dễ thương lắm. Giới thiệu cho con Vũ Hà nha. Tào lao.
Trời ơi, Vũ Hà là bạn của con mà. À, xin lỗi, xin lỗi. Vũ Hà là một cặp hồi xưa đi hát chung. Giới thiệu đứa nào mà nó đàng hoàng, nó nữ tính. Miền mà, Trung nha, nha, mà, nha. À, miền Trung chân chất thật thà, biết làm ăn, chịu thương, chịu khó. Quế đi, người Quế là cái người ta chân thật nhất á. Ừ. Giới thiệu Long Nhật nha. Cái gì vậy? Bà ơi, cái gì vậy? Không chịu luôn hả? Bà thấy ở dưới người ta cười rần rần không vậy? Người ta cười là người ta tán thành đó, đúng không quý vị? Tán thành đó. Bà, bà nói sai dữ lắm luôn á. Nói sai luôn hả? Ừ. Long Nhật cũng không chịu nè. Thôi được mà. Thôi, ta đã có một người cho con rồi. Ai, ai, ai? Lâm Chí Khanh con ơi. Thôi bà ơi. Được hả? Ông ơi. Sai rồi, Đạm Vĩnh Hưng là thích xin đi Thái Tài. Ừ, không được, không được. Thôi, thôi, bây giờ con nói nghe nè. Sao mà ông bà đứng này gan vậy? Cái chỗ này có cái chỗ linh thiêng, cái miếu người ta linh lắm nghe, đừng có nói bậy bạ cái chỗ này nghe. Này, miếu của ai đâu? Miếu của vợ chồng ta đó. Ừ. Vô miếu. Đó. Ý trời. Thấy không? Phải không vậy? Trời ơi, hai vợ chồng ngồi như hai cái mã chứ không thấy à. Lại cái đi, xá cái đi. Miếu sàn lắm, miếu đầy đủ tiện nghi. Con có lư với hai cái đèn hết. Trời ơi, con tưởng là chuyển chiêu. Gì đó tưởng chiêu. Con chuyển chiêu. Cái gì? Cái tào lao vậy? Còn cái kia là gì? Kia là làm như tắc thiên hoàng hậu vậy đó. Tắc thiên gì, nhìn mặt cũng tắc thở, tắc thiên gì. Thôi cảm ơn ông bà, ông bà phù hộ giùm nghe. Dễ thương ghê, thương sợ. Đi hát mặc đồ phục vụ dễ thương. Bây giờ làm tới Diamond Show rồi, lần sau mà làm thêm nữa làm gì không? Học xoàn số. Diamond học xoàn đó. À, chỉ qua học xoài số. À, học xoài hả? Bây giờ hết rồi. Ông ơi. Gì? Buồn quá, dạo này sao mà thiên hà họ bỏ nhau nhiều quá, tôi xe cặp nào cũng đứt không. Vì sao? Bây giờ người ta không còn chuộng tình nghĩa, tình yêu nữa, mà người ta chạy theo vật chất xa hoa. Ông biết sao không? Sao? Là bị gì hồi xưa nhân loại á, người ta nè, là... À, gì? Nói chuyện bình thường, đãi đãi mệt chết mẹ hả? Trời ơi, tự nhiên trời sinh vậy, muốn ai mà biết bây giờ. Rồi. Ông biết sao không? Sao? Kia hồi xưa nhân loại á, đã, người ta bình thường. Đó. Trời ơi, gì nhai trầu vậy? Bị liệu á. Rồi cái tự nhiên bây giờ nhân loại người ta đâu có còn thật thà nữa đâu. Đã. Người ta lên Facebook ta sống ảo không? Đó. Nhiều đứa nó xấu quắc mà nó để cái avatar đẹp lộng lẫy đó. Thì đó. Biết ai không? Ai? Trường Giang đó. Trời. Trời ơi, nó lùn vậy đó mà nó để hình avatar là mặt Biren. Bấm vô một cái mà hú hồn. Ủa, anh cô hồn lần nào vậy? Trường Giang là cái thằng mà bữa tôi kết xe duyên cho con Nhã Phương, nó dính tới giờ đó. Vậy đó hả? Trời đất ơi. Thôi, mình là bật cái bậc bề trên, nhắc mấy đứa trẻ trâu chị. Ai mà nói trẻ trâu sao mà mình kỳ quá à. Sao? Trẻ trâu là cái từ của dân địa phương ta nói, còn mình là dân bề trên, mình phải nói cái từ nào cho nó lịch sự một xíu. Từ gì? Sử nhi. Gì? Bà mới là Sử nhi. Tôi dặn biết bao nhiêu lần, phải điều tra hai bên nó hợp tính, thích cái gì, ráp vô thì đỉnh bền vững. Bà ráp tàu lao, tự nhiên tôi ráp cặp nào mà tàu lao, tôi ráp cặp nào cũng dính hết trơn đó đội bộ. Cái cặp mà đáng lẽ không dính thì lại dính. Tự nhiên cái thằng Việt Nam đi gắn với con Hàn Quốc. Ai cũng phản đối. Cặp nào tao không nhớ. Rồi, nói kệ bà nó đi mấy cái thứ. Nói ra làm gì? Thì đó, nói mé nó mới vui chứ nói tên là thì còn vui gì nữa. À vậy hả? Mà nói nghe nè, đang lo cái cặp này nè, bữa cặp xe nào? Rồi mà giờ thấy sao hơi sai sai. Không biết là khi nào nó đứt, tại sợ nó đứt quá. Cặp nào? Thu Trang Tiến Luật. Ôi, bữa xe rồi mà giờ không, lo quá. Nói với cặp đó bền á, sau đêm nay thế nào cũng chia tay. Bị nãy cãi lộn rồi. Bền gì trời ơi, ta nói báo mấy bữa nay mà chưa dám đăng đó. Sao vậy? Ta đăng nghi con phát hiện con Thu Trang nó ô môi kìa. Dạ. Cái đóng phim nào nó cũng để tóc ngắn trơn. Hàng chi thằng kia càng ngày cái bầu càng bự ha. Càng ông mà sao bụng càng ngày càng bự mà tóc càng ngày càng rớt. Nó sình ra đó. Vậy hả? Nó ăn uống sai nó bị sình ra đó. Tôi đang có lỗi, không để sửa chưa được. Sửa lỗi gì? Cái cặp kia nó chia tay, tất cả quay lưng với tôi. Ai vậy? Angela Jolie, Brad Pitt. Cặp đó ông xe luôn hả? Tôi xe đó. Xong xe quốc tế luôn vậy? Tôi international mà. Ngồi ngồi có gì xe tầm bậy bạ, bởi vì riết cái miếu giờ không ai chăm sóc, hai vợ chồng mình ngồi đó mà tróc sơn luôn kìa. Thì đó. Thấy thương ghê á. Thôi, nói cho biến vô miếu lại đi. Ừ. 2, 3. Biến. Mà biến sao cho người ta đừng thấy mình nghe chưa? Chắc chắn là không bao giờ thấy đâu. Nó nghe nè, kéo cái bài vị lên chút xíu, ngồi kéo bài vị lên hả? Ừ, cho nó cao cao với người ta để gần ngồi sát sát ở đây nè. Ừ, để chân cho nó thoải mái đi. Gác cái chân lên cho thoải. Chà, sao không tới ta? Sao bên này bằng mà bên kia là thục quá vậy? Thôi kệ đi. Mệt quá. Ô ta! Trời ơi, từ xa có con nhỏ nào bận đồ tươi mát dữ ấy. Bà này bà cúng gì mà bà cúng hai trái bưởi quá trời vậy. Đi cúng mà ăn bận thì kỳ. Có kìa, có quýt kìa. Dạ.
Con kính chào ông Tơ bà Nguyệt. Lễ phép. Dạ hôm nay con có chút lòng thành, con ra đây con dâng lên ông Tơ bà Nguyệt. Chà, nó cúng ông Tơ bà Nguyệt mà để nguyên trong bịch như cúng cô hồn ha. Ông Tơ bà Nguyệt ơi, sở dĩ hôm nay con ra đây con gặp ông Tơ bà Nguyệt là con tức lắm. Ở đây á, người ta nói là cái miếu này không có linh thiêng, nhưng mà con tin là cái miếu này sẽ linh thiêng. Bởi vì năm nay con đã 44 tuổi rồi, mà một nửa của con ở đâu? Con đi tìm một nửa của con. 44 tuổi ăn bận lõa lồ, hỏi ai mà yêu mày được. Người ta nói cứ tới đây đi sẽ tìm được một nửa của con. Mà hôm nay con nhất quyết con sẽ tới đây để con tìm một nửa của con. Con mong ông Tơ bà Nguyệt. Tự nhiên nửa của mẹ đâu tìm trong miếu của con này thiệt. Chà, đó, nè ông ngồi cái dĩa trái cây bên này nè, kê mắt cái dĩa kia làm chi vậy? Sao? Không bị bệnh tim mà tự nhiên khó thở quá. Nãy giờ tưởng leo núi ngủ hành trơn. Cái đó. Nó làm cái gì chồng tôi này trời ơi, nó làm cái gì chồng tôi trời ơi. Nó lao tượng đó mà. Trời ơi. Nó như cái mét xe nè ông ơi. Trời ơi, nó leo xong rồi nó bo đi. Nhỏ giống bị ôm kìa hả? Ừ. Nha, mặt đã sáng sủa. Giận con nhỏ này dễ sợ. Đó, quả lạ. Trời ơi, ôi. Nó xèo quá đây. Lao cho bà đó. Trời, bây giờ mới mặt, nhìn kỹ mặt bà Tơ. Trời ơi, xưa giờ tôi nghe có bò Tơ chứ làm gì có bà Tơ, cái con điên kia. Trời, ai mà tạc tượng bà vậy? Đẹp quá trời quá đất. Mắt to, mũi cao, môi mọng, tà y như mấy BD giải phẫu vậy. Trời đất ơi, vợ tôi mà kêu BD giải phẫu. Con chùi cho nha. Sao tôi ghét cái con này. Ông ơi, nó leo tượng như là nó tẩy tế bào chết không? Cái gì mà nó chè dứ vậy trời ơi, sao tôi thấy nó mờ mờ ông ơi. Banh mẹ cái trong đen rồi. Nó leo luôn con ngươi tôi rồi hả? Lao con ngươi rồi. Thôi để cua nó cào khẳng gì rồi cho nó đi. Thấy nó cúng kiến cũng đầy đủ đó. Bây giờ nó đang đi tìm một nửa của nó. Ủa chưa sao? Môi dày quá. Hả, chưa xong nữa hả? Con ghét nhất môi dày đó. Châu cho mẹ con đi, nó làm neo. Sao lại lệch một bên vậy? Trời ơi, ghê quá. Bây giờ cái mó vậy nó chiên sao ba mày? Thôi từ từ để nó vũa lỡ, không có rang đau, đừng có con đã lấy. Có cách. Rồi sao không luôn? Rồi vậy đi. Mẹ trai ơi, bây giờ nó che mẹt lại luôn, mà cái khăn khẩu trang nó để mông mà nó thúi quá nè. Chúng mày lớn quá, không được, không được. Rồi, nó vẽ chân mày đó, nó vẽ chân mày lại cho bò đó. Thôi, không cần mày kẻ đâu, mày kẻ. Con cũng đã có cách. Con bảo toàn sắc đẹp. Nó nghe nè, có đứa nào nó rảnh nó cho ra nó thế vai tao luôn đi. Sao vậy? Lai sâu xuất hiện được có 20 phút, mới mở màn được 5 phút nó che mày à, nó hết cái mặt rồi diễn ai coi. Thôi kệ đi, ráng đi, cũng có tạ cái tật bà nuôi nhiều. Bớt nuôi lại như tôi thì đâu có chuyện gì xảy ra trong cuộc đời này đâu. Nắng quá. Đó, nâu ít nó che hấp thụ, nó kín mặt luôn đó. Lai sâu ai vậy? Nó đâu cần quan tâm. Nó vợ chồng tôi mà như bà ngoại người ta không? Ê, nhìn thấy chúng Ả Rập xe út quá ha. Út bà nội tôi, đâu gài lại coi, đâu gài lại coi. Dạ thưa ông Tơ bà Nguyệt, hôm nay con muốn tâm sự mộng với ông Tơ bà Nguyệt một điều. Trời ơi, tâm sự mộng nữa. Con là một người làm ăn rất là lớn thiên. Đừng có nhìn bề ngoài mà đánh giá. Người ta hay nói là đừng nhìn mặt mà bắt cái hình dung. Trời, nó dạy thần thánh luôn kìa. Đừng thấy con mặt diêm vúa như thế này mà quánh giá nhân phẩm của con. Sở dĩ ngày nào con cũng ăn mặc diêm vúa như thế này là gì? Con phải ra đường con đứng. Trời ơi, con nhỏ này là gái đứng đường má ơi. Khoan từ từ để coi nó nói cái gì nè. Con thấy khách là con ngoắt. Con thấy khách là con gọi. Nó đứng nó ngoắt khách là đúng rồi. Từ từ kìa nó nói. Nhưng mà quán giận ế. Đó, nó bán nhà hàng, quán cơm á. Ai, bị ôm dạo này ế quá. Quán bị ôm ông nội á. Không có đâu, để coi nó nói cái gì. Làm cho bị hơi cũng ế theo. À, nó bán bị hơi. Sao con này nó lắc nhắc hoài vậy ta. Một đêm mưa gió bão bùng, con quyết định con ôm khách. Nhưng không, lương tâm con không cho phép, con không ôm khách. Nhưng có hôm con vả quá, con cũng đi khách. Trời ơi, con đi khách luôn. Đi đâu vậy ta? Nhưng mà con chỉ đi ăn thôi, chứ con không có làm gì khách cả. Sao con này nó kể chuyện lắc nhắc hoài. Cái gì vậy? Trời đất ơi, nó cầu mà nó xà vô kìa. Ông Tơ ơi, ông Tơ ơi, ông phải tìm một nửa giùm con đi ông Tơ ơi.
Không may mày lấy tao luôn được không? Bà Tơn, con muốn chồng lắm rồi bà Tơn. Thật ra con có quen một anh trên mạng. Anh này rất là đẹp trai, anh ăn nói rất là lưu loát. Anh là một diễn thuyết gia. Trời ơi, một mình anh nói mà cả triệu người nghe. Ôi, nhưng mà nhiều khi con buồn quá. Ôi, con buồn quá. Chà, nó vô phòng tắm rồi. Ôi, nhưng mà vì sao con buồn? Vì con không xứng đáng với ảnh. Thân phận của con như thế này. Nhưng không sao, không sao. Trời đất ơi, con thông minh lắm. Con quỷ vừa tự nói tự giải quyết luôn vậy đó. Con nói với ảnh, con làm tổng giám đốc 4 công ty. Facebook mà lúc nào cũng ảo thôi. Cái miếu mình mà làm như phòng ngủ nhà nó nha. Con đi tìm một nửa của con đi. Trời ơi, mày làm ơn mày kể cho tao nghe câu chuyện của mày coi. Ủa nãy giờ nó nói gì vậy? Nó chưa nói gì hết trơn á. Con kể. Đi tìm một nửa của con thôi. À quên nữa, con nghèo lắm. Thật sự con rất là nghèo. Con không có tiền như người ta đâu. Chà, cho con xin lỗi cái này. Ủa cái này lấy luôn hả? Cảm ơn. Không sao, nó có cúng là được rồi. À, thôi ăn đi. Đồ cúng ở đây ai ăn? Không ai ăn cả. Cho con đem về con ăn thôi. Ủa tao đang định ăn mà. Mày cho tao trái cũng được mày. Có chai rượu nè. Cô đơn quá. Hấp miếng rượu đi. Hấp đi. Miếng rượu cho nó phong phú tình những đời. Những cô đơn con cần cái này hơn. Con chỉ xin nhấp môi chút xíu thôi rồi con để lại. Nhấp môi thôi ông ơi. Bà nó cho nó mút nuốt luôn cái chờ chứ nhấp môi cái gì. Con cần một sự yên tĩnh. Thôi im đi. Thôi nó đang cô đơn á. Dẫu hết những chén chua cay này. Để mèo đi ra xu. Lang thang ơi, nỗi đau. Với trái tim tật tật nguyện cũng biết đi bóng đứa của con. Bóng đứa của con đâu? Trời đất ơi, con này chắc ở bệnh viện mới ro hành ra hết chứ. Ủa vậy nó cúng chi ta, nó sách tới rồi nó bài ra xong nó đem về đâu cho ăn miếng nào đâu. Nó câu này là thuộc cái dạng tự kỷ mà không có ai nói chuyện, tới nói chuyện với hai bức tường nó vui rồi. Con này nó làm sao á thiệt. Ê có khách vô kìa, có khách vô kìa. Hy vọng lần này ổn hơn nha. Trời ơi, ông ơi, soái ca đó, cái mặt này mới thành tâm mới đi cúng kiến được chứ. Trời, coi cái mặt kìa, đẹp trơ quá. Trời đất ơi, té chết nhỏ. Trời đất ơi, tôi chết rồi. Cái mặt có cái mục ruồi giống Chí Tài mà đẹp trai hơn. Đàn ông quá. Trời ơi, nó mới là biết cái đàn ông thẳng rồi. Nghe thở không? Nghe cái hơi thở thôi biết là cái giọng đẹp. Nói là lưu loát, cái này là cỡ MC hay là cũng là cỡ là diễn giả? Đúng rồi. Nghe đi, cái giọng hay lắm, thích lắm. Nhồ nhóa. Còn gì nó mới kêu ta? Ông để gì? Nhỏ nó nói chuyện không làm gì vậy? Tôi có nói gì đâu, từ nãy giờ im là im ra hả? Tao để nó nói cái nè. Ủa bà nói đó hả? Nó nói đó bà ơi. Trời ơi, sao nói cái giọng kìa. Trời, hôm nay là ngày gì mà thấy mệt quá. Để cho nó bình tĩnh để nó nói nè. Tại sao chứ? Thì đúng rồi. Thì đúng rồi. Cái chuyện là vậy thôi chứ. Ủa hiểu luôn hả? Nó nói mẹ gì vậy? Nó có hiểu gì đâu. Ủa nó nhai cái gì một đống trong họng nó rồi nó đi luôn là sao rồi? Biết đường nó phù hộ. Nó vô kìa. Nó trả lỡ. Tôi nghi là hồi nãy nó bị chóng mặt, nó bị say sẩm. Nó hơi bị gọi là... Nó quất ức cái gì đó. Cảm xúc quá. Nghe nè. Dạ con xin lỗi. Đó. Bắt đầu được rồi. Vô. Nó đang trấn tĩnh lại, nó nói được. Chứ bộ ở nói rồi. À sao hỏi bộ rồi. Đã cái giọng vậy còn quất ức nữa. Nói chậm chậm thôi con, nói chậm chậm thôi. Bây giờ nè, bây giờ có cách nào kêu nó gửi email được không?
Nói chậm chậm thôi con. Nói nhẹ thôi nè. Chậm. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nói chậm thôi nè. Biết rồi. Chạy tao. Dạ, giúp mẹ, mẹ mày. Cầu cắn người nó nói không nghe mẹ hay trơn mày. Bây giờ sao đây? Bây giờ phù hộ nó đi. Có hiểu mẹ đâu phù hộ. Tôi biết là nó đang trình bày một cái vấn đề gì đó mà tôi không hiểu vấn đề là lời với bây giờ làm không? Sao đây? Bây giờ phải có cách thôi. Nhiều khi là nó có vấn đề về amidan. Tôi sẽ dùng phép của tôi chữa cái amidan. Chữa cái amidan đi. Amidan đó là nó nằm ngay rúng phải không? Nói chuyện phát âm tròn dành rõ chữ. Dạ. Đó, dạ, dạ. Con xin lỗi ông Tơ bà Nguyệt ạ. Trời ơi. Phép thuật vô biên. Nguyệt Lan, Nguyệt Lan, Nguyệt Lan. Chết cha, sao nói chuyện quá hệ cà lanh ta. Trời đất ơi. Bà kêu nó nói rõ, nó được đúng một cao đào rồi. Những cao sao nó dừng ngay chữ tạ tạ. Thôi được rồi. Nó bị dấp đĩa rồi. Biết sao không? Tại vì em chỉ là học được cái phép là phát âm rõ ràng thôi. Em không có là học được cái phép mà nói lưu quá. Cái thằng này nè, nó có khả năng không phải cà lam mà đang bị bón nè. Mày rạng hoài vậy. Nó rạng rồi một hồi cái nó ra đường nào không? Thôi để tôi sẽ làm cho nó núa thêm. Nói làm sao mà lưu loát á. Lưu loát, nói nhanh, không có dừng một chữ tựa tựa. Trời ơi. Ôi nó trở lại trạng thái ban đầu rồi. Cái nghiệp thằng này là phải bị một cái gì đó. Đó, nó không thể là bình thường được. Sao nó nói được bình thường. Thôi nghỉ mẹ cho đầu đi. Mày kinh thiệt. Thôi bây giờ tính ra không lẽ đứng nhìn hả? Ngay từ đầu ở nhà mày biên mẹ tờ giấy rồi mày viết mày gửi lên đi. Bây giờ nè, tôi sẽ ráng tôi dùng Google dịch. Google dịch. Tôi dịch từng câu của nó. Dịch đi. Phép thuật của Nguyệt. Google dịch. Ông ơi mẹ ông. Hiểu. Nãy giờ đó mới biết đó. Nó nuốt cái gì? Nó nói là trên mạng nó có quen một con chó. Lùa chó nồ trên thế giới mà có thể lên mạng internet. Ai biết nó nói vậy thì tôi dịch vậy, tôi biết nào con chó nào lên mạng má ơi. Thì hỏi nó coi. Ông dùng cái phép bằng nghe thấu tiếng lòng của nó đi. Tôi sẽ dùng phép nghe tiếng lòng để biết nó đang nghĩ gì. Con có quen trên mạng một cô gái. Bà nội cho rảnh quá. Cô gứa mà đưa qua con chó luôn. Ủa mà sao cô gái mà nó phát âm chữ O cuối không thấy không? Bà tò lô chứ con cứ O, 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 đây đây. Không phải do cái khẩu hình nó bị trật chứ. Google dịch tập 2. Ôi à, rất là... À... Nó nói con nhỏ đó rất là dài. Nó cái thời gian mà để dịch cái lời thằng này nó đúng là cũng đã mất 4 năm tuổi thọ đó. Sao vậy? Chỉ có con chó chứ con người mua mà cô ấy rất là vừa á. Thì qua con... đọc thấu tiếng lòng đó đi. Cô ta rất là giàu. Nó là quen con nhỏ đó trên mạng. Nhỏ rất là giàu. Giàu thì ta phát âm chiếc chữ là giàu. Rồi mày còn dài bẻ cái miệng làm chi thì cho tao dịch lộn ông chữ tôi kìa. Nó bị cái bệnh đó mà sao bà trách nó được. Dịch câu 3. Chết cha, câu này không dám dịch má ơi. Cái gì? Này nó làm ăn bất chính ông ơi. Sao? Nó nói nó là dân đập đá. Nói nó quen một cô gái trên mạng. Bây giờ nó đập đó. Chết thiệt. Để tôi. Đập đó hả mày? Ta ghét như là mấy đứa đập đó. Mà con chỉ là một thằng đi chợ nước đá. Bà nội cho ăn.
người ta chở nước đó mà bà dịch qua đập đó. Không có lâu vừa phở thôi. Ê nói nghe nè, bây giờ mình có cái phép nghe thấu được tiếng lòng thôi, nghe mày á nó từ đầu đi. Bác tôi dịch ba câu chứ rồi chửi người ta à. Đúng vậy, tôi sẽ nghe toàn bộ câu chuyện với phép thuật của tôi. Dạ hết. Bò nội cho nãy giờ mày chết bò, tới lúc muốn nghe đến kêu bà vợ hết. Ê làm như nó ghét vợ chồng mình hay sao thằng này kỳ vậy ta. Thằng cô hồn gắt đoạn. Má làm như ai gài nó vô miếu hại mình nè. Ê cái gì? Chị qua chút rồi, chị qua chút chỗ này chỗ con gà hồi nãy nè. Ê nói nghe nè, ông để tôi nghe họng pháo có bao giờ nó bắn chết bà tôi không? Chị qua. Ừ. Ê nó bắn nắm nắm tôi luôn á. Bà nghe tôi phân tích nè. Sao? Cái thằng này hiện tại đang làm nghề chở nước đó. Mà nó đang sợ là nó quen với nhỏ kia, nó giàu quá nó không có tự tin. Thì chắc chắn là không tới với nhau được. Đúng rồi. Rồi bây giờ á, là con nhỏ kia đó, thì là nó đang quen với một cái thằng mà nó, thằng này là diễn thuyết gia, mà nó cũng không tự tin là tại vì nó đang, nó xạo, nó có bốn doanh nghiệp mà nó xạo. Thì chắc chắn là không đấy với nhau được. Tôi có một ý kiến này rất là hay. Tôi cũng có một ý kiến, chẳng lẽ chúng ta trùng nhau sao? Đừng có nói ông đang nghĩ những gì tôi đang nghĩ nha. Thằng này giao nước đá. Tôi đã nghĩ rồi. Về ăn cơm. Tôi buồn quá. Tôi điên ha. Tôi đang nói cái chuyện xe tình duyên. Ủa, đi về ăn cơm. Vô duyên. Thằng này giao nước đá mà con nhỏ này bán bia hơi. Không hai có. Đứa nó ráp lại là quất cái quán không nhậu được. Không có đá làm ra uống bia. Thì bởi vậy. Thấy không? Còn không có bia vẫn uống nước đá được. Đó. Cái năm nay không xe được cặp nào, giờ xe cho hai đứa này nó yêu nhau. Biết đâu nó ca tụng mình, nó sửa lại cái miếu cho mình. Trời đi. Trời. Mấy đỡ tại vì đâu giúp mày ăn nhờ. Đàn bà con ghế chi đâu mà ngựa mang gút cho cô đứng lên chưa té dập gạt cái mũi thì tốn 40 triệu nữa. Mà đứng lại đây chở chở mà chở nữa, ăn bận chi cho dài rồi giờ khổ nó thiệt á. Hai bước vô đây, đây tôi sẽ làm phép là quá là không lòm nó non rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài ca xe duyên nha. Rồi vô chuẩn bị. Ba ta là bỏ đi hết, ta làm lại từ đầu. Cái đó là bà coi chia ta chứ. Xin lỗi, quên. Bài ca xe duyên. Xe chỉ luồn kim, ô mấy kim ta luồn kim, ô mấy kim ta luồn kim. Hồ biên. Mưa lớn lên đi ai buồn biển liền. Rồi nắng ấm sẽ xa dần, cơn mưa sẽ ngang qua, đôi tình nhân sẽ không thể về nhà. Họ vào trong miếu trú mưa, họ vũ sạch nước mưa, và vô tình họ nhận ra nhau. Wow. Đêm nay thời gian đứng yên lắng đọng, chờ đôi tình nhân thắm trong giấc mộng. Người rơi làm thêm khó cô gia đình vì đường ta ướt mưa. Và đột nhiên cô gái mới hỏi rằng: anh có phải là anh Tuấn không? Chàng trai trả lời vắn tắt: hả? Bởi vì không bao giờ dám nói nhiều. Nói nhiều sẽ bị lộ. Anh có phải là nhà diễn thuyết không? Vẫn ván tét. hả? Không bao giờ dám nói thiệt. Bởi vì nói nhiều sẽ bị... Nhờ. Anh nhớ em không? Vắn tắt hơn. Bởi vì không bao giờ nói nhiều, nhiều sẽ bị... Nhờ. Ủa mà sao anh không nói gì hết vậy? Anh gật đầu không vậy? Bà nội nó cũng dám trả lời mày nữa. À thôi biết rồi. Anh để dành hơi để anh thuyết trình cho cả triệu người nghe đúng không? Tới giờ này mà con này vẫn còn mơ mộng. Tối kia nó về, nó nằm ngủ kế bên. Cái thằng này kiều, em ơi, nhà mày em mơ mộng. Nó nghe nè. Trời mưa. Hồi nãy cho đi rồi. Khoái lắm, khoái lắm. Về. Mê lắm. Cái trời mưa, cái này phải chạy vô đây. Có nghĩa là ý trời. Hoặc là ông Tơ và Nguyễn nó xe duyên cho mình. Cảm ơn Tơ và Nguyễn. Cảm ơn em. Em nói bụng quá. Đi ăn nha. Thời gian đứng lắng. Như
vậy. Trời, tôi vui quá, lâu lâu tôi làm được chuyện tốt tôi vui quá. Sao bao nhiêu ngày tháng ế ẩm, bây giờ chúng tôi đã xây được một cặp đôi. Trời ơi, tôi tưởng tượng cái cảnh mà tối nay hai đứa nó tâm sự với nhau trên giường á. Tôi chỉ nghĩ tới một cảnh mà ê, nó nằm vậy nè, nó nằm vậy đối diện nhau vậy nè đó. Nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống. Cái cô gái hỏi chàng trai: anh thấy em sao, tâm sự coi. Trời thích quá à. Xong cái chàng trai rủ là một cái chuyện đó. Nhưng mà nhúng nhé. Nghe mà nào mày không nghe thì biết làm gì chuyện gì này. Ê, nó nghe nè. Mà lỡ nó phát hiện thiệt rồi sao ta, nó không yêu nhau sao? Không, sai rồi. Khi đã là vợ chồng thì từ từ mới có tình có nghĩa. Đúng rồi, tất cả mọi thứ khi phát hiện ra cũng tha thứ cho nhau để đến một cuộc sống hạnh phúc. Đúng rồi, ai biểu nó sống ảo quá làm chi, đúng không? Sống ổ là trên mạng thôi. Còn khi về cuộc sống thật là phải thật chứ. Chắc chắn là tình yêu sẽ xoa dịu đi nỗi đau. Tụi nó sẽ tha thứ và yêu thương nhau nhiều hơn. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy. Và đôi tình nhân ấy đã đến bên nhau, yêu thương nhau một khoảng thời gian rất dài. Hạnh phúc quá. Một tiếng đồng hồ sau đó. Ra đây mày! Sống xạo mày! Chứ ta nó phát hiện sớm vậy? Trời ơi, sống xạo mà đặc diễn thuyết già hả mày? Hết phim rồi. Trời ơi, một lời mày nói là cả triệu người nghe hả? Bây giờ mày nói 1 triệu lời đi, một mình tao nghe còn không hiểu. Sao con này nó chua khôn vậy? Bẻ dĩa rồi. Quá liền đầu, nói đi. Nói lại. Ai mua ai vậy? Ai có người nghĩ vậy rồi. Ý mày nói vậy, nó mắc mệt quá. Yêu nhau, yêu nhau. Không yêu nữa mày. Yêu nhau. Ôi dạ, ôi. Sao vô hiệu hóa vậy? Yêu nhau. Đặt. Thôi bây giờ nói chung là không phải tại anh, cũng phải tại tôi, tại ông Tơ bà Nguyệt. Đốt miếu. Cái gì vậy? Trời ơi, ông thấy không? Ông thấy loài người chưa? Họ rất là vô ơn. Cái lúc họ hạnh phúc, họ không bao giờ ca tụng chúng ta. Mà khi họ cơm không lành, canh không ngọt, giờ đi đốt miếu tôi vong làm sao? Bây giờ không có cái gì để đốt, mà đốt miếu cũng không có được. 500 anh em đâu? Đây, dọn cái miếu cho ta. Ê, đừng. 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 Cái miếu này phí xạo quá. Đừng. Ê, đừng. Ê. Bước chân dung của ta bây giờ nó rinh đi luôn á. Hồi nãy chào là... Thằng này ra rinh luôn rồi. Trời ơi, hai thằng này nó rinh luôn rồi. Trời ơi, có hai cái mã nó cũng hốt nữa. Ông ơi, ông thấy chưa, tôi nói ông rồi. Cả một đời mình làm chuyện tốt chi đâu có ai ghi nhận đâu. Cả cuộc đời đi xe duyên chi rồi cuối cùng nó đối xử giống như vậy đó. Bây giờ loài người ai cũng sống ảo, không có ai thật đâu ông ơi. Buồn quá. Nó dở miếu rồi giờ mình ở đâu trời. Thôi, tôi có cách rồi. Sao? Là những Intercon ở à. Được hả? Sao tự tin vậy? Nói nghe nè, ở đây á, chắc đất này không hợp phong thủy vợ chồng mình. Ừ. Để tôi đưa ông lên một cái nơi khác. Ở cái đâu? Đất này là chắc hợp với mình lắm. Ở đâu? Tôi ông lên Bà Nà nha. Bà Nà trên nó lạnh lắm. Lạnh mới có cơ hội đi hâm nóng tình ấy. Con lo xe cho người ta không, mấy chục năm nay không làm gì tôi. Phụ tùng nó khô hết rồi. Gì vậy má? Cái nhiệm vụ của ông Tơ bà Nguyệt là xe duyên và làm cho muôn dân muôn thú, không phải. Cái gì vậy? Muôn người. À, muôn người được hạnh phúc, chứ không phải là lo cho hạnh phúc gia đình mình. Hạnh phúc như vậy hả? Nó vỏ miếu ông rồi còn nói gì nữa. Đó là tại tôi với bà không biết đó là những người trên mạng người ta ổ thì xe duyên làm cái gì. Tôi nói cho ông nghe là hạnh phúc không có ai xe giùm mình hết trơn á, phải đi tự đi tìm. Ông xe cho 1000 cặp nó cũng vậy thôi, hạnh phúc nó phải tự xây dựng, ông hiểu không? Tôi không cần biết, bây giờ tôi đi Intercon, bà đi Bà Nà kể cho bà. Trời đất ơi, trả đời xe duyên cho người ta, ai xe duyên cho tôi trời ạ. Có tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ, đừng để ngày mai
lúc tôi xa người. Đừng để ngày mai đến khi tôi phải ra đi. Ôi buồn làm sao nói lời tạ từ. Đến lúc tôi xa người, nên đợi ngày mai đến đâu tôi nói im hơn. Ôi tôi chẳng còn làm còn sao đã lỗi cùng người. Dọn xa một nỗi đau, dọn xa một nỗi đau, nghẹn ngào một nỗi vui, nghẹn ngào một nỗi vui, dọn xa một nỗi đau, dọn xa một nỗi đau, nghẹn ngào muốn nói vui. Hey, come on. Hey, cảm ơn tới các quý vị khán giả và xin được nói lời cảm ơn tới tổng đạo diễn của chương trình, đạo diễn Trần Vi Mỹ, đạo diễn sân khấu nghệ sĩ ưu tú Đỗ Đức Thịnh, đạo diễn hình ảnh Phan Công Danh và giám đốc sản xuất Võ Quang Vũ. Con nhớ thương tôi, con nhớ thương tôi, đến với tôi bây giờ. Na 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 na, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời. Đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi. Thank you, thank you. Thôi dặn về đâu, chốn nào tựa nữa. Nếu nên em có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ. Đừng đợi ngày mai lúc mắt tôi khép lại. Đừng đợi ngày mai biết đâu tôi nằm im hơn. Cát bụi làm sao mà lỗi cùng người. Dọn dàng một nỗi đau, dọn dàng một nỗi đau, nghẹn ngào một nỗi vui, nghẹn ngào một nỗi vui, dọn dàng một nỗi đau, dọn dàng một nỗi đau, nghẹn ngào một nỗi vui. Xin được giới thiệu các nghệ sĩ tham dự chương trình, nghệ sĩ Lâm Vĩ Dạ, ca sĩ Hiền Dục, nghệ sĩ Kiều Minh Tuấn, nghệ sĩ Cát Phượng, danh hài Trấn Thành, ông Hoàng Nhật Việt, Đàm Vĩnh Hương, Trường Giang, Tiến Luật, Thu Trang, Chí Tài, Gia Linh, Hoàng Sơn, Trương Quốc Bảo và nghệ sĩ Hoàng Mèo. Chúng tôi xin được nói lời cảm ơn tới những hàng nước mắm Thái Long đã tài trợ chương trình này. Xin được cảm ơn đối tác đồng sản xuất chương trình HTV2 và World Worldwide. Xin được nói lời cảm ơn tới đơn vị bảo trợ thông tin chương trình Zing.vn. Bây giờ vậy, Long. Dạ. Tất cả con tao mày dạy làm cái gì? Dạ con tên Long. Trùng tên thôi, tao có cách giải quyết. Long Phan Thiết. Dạ.